Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tận thế sắp tới. Điên cuồng không nguyên mua, chuyển không ưng tương lâm phong trọng sinh tới tận thế bộc phát trước 10 ngày, thức tỉnh tận thế không gian hệ thống, phạm là tay đụng tới vật thể, liền có thể toàn bộ thu vào nhà kho. Ưng ừ tương là quốc gia tự do, vì tích trữ đầy đủ vật tư, lâm phong nhập gia tùy tục, lựa chọn mua linh nguyên. Không thức ăn. Trực tiếp càng quét quan mã, nhạc thiên, bách hóa tầng thế giới và các siêu thị lớn khác. Tích trữ hàng tỷ tấn thức ăn. Không có vũ khí. Trực tiếp càng quét cửa hàng vũ khí tương ưng, Loma, công ty vũ khí Boeing, tích trữ ngàn vàng súng ống, hàng tỷ viên đạn. Không có nơi trú ẩn. Nghe nói tập đoàn gia tộc đang khẩn cấp xây dựng. Một cước đá văng, bây giờ là của ta. Theo tận thế hàng lâm, lâm phòng trong tay vật tư, đã đạt tới ngàn tỷ đứng ở tận thế đỉnh. Cùng lúc đó, Lâm Phong trong tay vật tư, mỹ nữ, người mẫu non vô số, khi những người khác còn ở tận thế bên trong dãy dù cầu sinh, vì móc meo đồ ăn vung tay thời điểm. Lâm Phong nơi này lại oanh ca yến yến, vui vẻ thăng thiên. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Tận thế đến, thức tỉnh tận thế không gian hệ bạn đang nghe tại truyện chấm audio a à, trên máy bay yên tĩnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt hành khách buồn ngủ lâm phong không để ý đầu đầy mồ hôi lạnh bắt đầu kiểm tra thân thể của mình phát hiện mình hoàn hảo không tổn hao gì không phải tôi đang bị zombie cắn xé sao lâm phong vẻ mặt khiếp sợ không dám tin nhìn quanh bốn phía vị tiên sinh này xin hỏi có chuyện gì không một tiếp viên hàng không tóc vàng mắt xanh đi tới bên cạnh lâm phong nhẹ giọng dò hỏi không không có việc gì không có việc gì là tốt rồi nếu cần có thể giơ tay ra hiệu rất vui được phục vụ ngài nói xong tiếp viên hàng không tóc vàng mang theo nụ cười chuyên nghiệp rời đi lâm phong ngươi không sao chứ một bên nữ đồng bạn thanh tú hạ hòa quan tâm nói thật sự không có việc gì thật sự không trách Lâm Phong nhát gan, mà là vừa rồi cái kia tràn cảnh quá dài dằng dặc, quá kinh khủng. Ngay tại vừa rồi, hắn chỗ ở quân đội nơi trú ẩn, bị zombie đại quân công phá, thủy triều giống như toàn thân tràn ngập thịt thối quái vật, vọt tới trước mặt của hắn, đem hắn đánh ngã, cắn xé. Ngay tại lúc hắn tuyệt vọng, trong đầu lóe ra một đạo bạch quan, hắn liền về tới nơi này. Mà cảnh tượng này, hắn còn nhớ rõ, là chuyến bay mình đi tới ưng tương quốc, và không lâu sau đó, một loại virus chưa biết đã quét qua toàn cầu với tốc độ cực nhanh. Chính phần nhân loại biến thành zombie khát máu, khắp nơi đều là tử vong cùng sợ hãi. Những người sống sót chỉ có thể sống sót bằng cách cuộn tròn trong một nơi trú ẩn được xây dựng trên đỉnh cao của nhân loại. Lâm Phong coi như may mắn, tránh được zombie truy sát, tiến vào một chỗ ưng tương quân đội nơi trú ẩn. Số 039 Nhưng không ngờ lại là khởi đầu của một cơn ác mộng khác. Lâm Phong Thân là người tận dưới chót, chỉ có thể trở thành món đồ chơi giải trí tiêu khiển của cao tầng nơi trú ẩn ưng tương quốc. Nơi đó nam nhân, mỗi ngày vì một khối bánh mì, đều muốn cùng người sinh tử chém giết. Nữ nhân, còn lại là bán đứng thân thể của mình, triệt để trở thành nô lệ. Mà đây chẳng qua là một trong những thủ đoạn giết thời gian nhàm chán của các tinh anh. Nhưng Lâm Phong vẫn không dám trốn. Không có thực lực, không có tài nguyên, chỉ có thể sống nhờ trong nơi trú ẩn kéo dài hơi tàn nhưng nơi trú ẩn cũng không phải tuyệt đối an toàn bởi vì zombie tiến hóa tốc độ rất nhanh tuy rằng nhân loại bên này cũng có dị năng giả thức tỉnh nhưng căn bản không đủ nhìn nơi trú ẩn của lâm phong bị một gã tang thi biến dị khủng bố công phá sau đó hàng vạn tang thi đánh úp lại chuyện sau đó có thể tưởng tượng được khán giả các bằng hữu Hôm nay là 2035 năm ngày 21 tháng 3. Một thiên thạch rơi xuống Michigan và ZF đã cử các chuyên gia đến điều tra. Phụ cận trấn nhỏ đột nhiên phát sinh nhiều khởi bạo lực hành vi vì nguyên bản kế hoạch khoa học điều tra mang đến phiền toái không nhỏ. Mà đúng lúc này, trên tivi nhỏ trước ghế ngồi, tin tức đột phát hấp dẫn sự chú ý của Lâm Phong. Vẫn thạch. Bạo loạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2035. Ta vậy mà sống lại trở về tận thế bộc phát trước 10 ngày. Thấy thế, đồng tử Lâm Phong có rụt lại. Nói cách khác 10 ngày sau, zombie virus sẽ hoàn toàn bộc phát. Mà những thiên thạch kia chính là tận thế mở ra cơ hội, bởi vì những thiên thạch kia mặt trên chính là virus. À, vậy là tốt rồi, máy bay hạ cánh còn một thời gian nữa, anh có thể nghỉ ngơi một lát hạ hòa ở một bên không nhìn ra manh mối lên tiếng an ủi ta thật sự không sao ngươi cũng nghỉ ngơi đi nghe vậy lâm phong nhìn khuôn mặt thanh tú đơn thuần của đồng bạn hạ hòa một ít lời đến bên miệng thật sự không có nói ra miệng ngay tận thế thời điểm hạ hòa giống như hắn cũng trốn vào không ba chín nơi trú ẩn vì còn sống hạ hòa chỉ có bán đứng thân thể một con đường có thể chọn chỉ vì lấy lòng những kia tai to mặt lớn heo trắng Lâm Phong đến bây giờ cũng không quên được ánh mắt chết lặng tuyệt vọng của Hạ Hoa. Sau ngày tận thế, tuy rằng hai người cùng xuất hiện rất ít, nhưng Hạ Hoa từng đưa cho Lâm Phong một khối bánh mì, cứu vãn hắn gần như chết đói. Nội tâm một cỗ lửa giận tự nhiên sinh ra. Đây là phẫn nộ đối với đám Bạch Trư, đồng thời cũng là không cam lòng đối với bản thân bất lực. Vẫn còn một chút thời gian, phải làm gì đó. Lâm Phong yên lặng nghĩ nhưng 10 ngày, một người bình thường như mình, có thể làm được gì đây? Đinh, chúc mừng ký chủ thức tỉnh tận thế không gian hệ thống. Đinh, tận thế không gian hệ thống chính đang nạp vào. Đinh, tận thế không gian hệ thống nạp hoàn tất, ký chủ thu được 100 mét khối ban đầu không gian. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt được tân thủ đại lễ bao, 300 nhân vật thuộc tính điểm. Đinh, ký chủ trước mắt ba chiều thuộc tính là sức mạnh. Tám nhanh nhẹn chính thể chất, bảy tinh thần, 12 tham khảo. Người lớn bình thường là 10, hệ thống. Điểm thuộc tính nhân vật. Lâm Phong tiên sinh một trận kinh ngạc, sau đó nội tâm là không khống chế được vui sướng, hắn đột nhiên nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều. Có hệ thống không gian ở đây, mặc dù chỉ có 10 ngày, nhưng đủ rồi. Lần này, Lâm Phong ta chẳng những phải sống sót, còn phải mở pháo đài an toàn của riêng mình mà những người đã từng khi dễ ta, ta sẽ khiến các ngươi cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt ta. Lâm Phong nhanh chóng tính toán trong đầu, một kế hoạch điên rồ và táo bạo đã được sinh ra. Rất nhanh, hắn liền hiểu được hệ thống tác dụng, chỉ cần là mỗi lần đem hệ thống không gian nhét đầy, sẽ để hệ thống không gian tiến hành thăng cấp. Theo không gian thăng cấp, bất động giai đoạn sẽ đạt được kỹ năng, cùng với bốn chiều thuộc tính điểm tiến hành tự thân tăng cường rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, trước đem điểm thuộc tính nhân vật thêm vào. Sức mạnh Nhanh nhẹn Thể chất Lâm Phong suy tư một lát, cảm giác hạng mục nào cũng rất quan trọng. Sau đó phân bổ 100 điểm cho mỗi mục. Chỉ trong chốc lát, một luồng năng lượng được sinh ra trong cơ thể. Phản phất trong cơ thể có một cái lò lửa nhỏ, đang liên tục nướng thịt Lâm Phong thân thể. Lâm Phong có thể cảm giác được thân thể mình đang nhanh chóng biến hóa. Lực lượng, lực lượng cuồn cuộn không ngừng sinh ra trong cơ thể Lâm Phong. Bất tri bất giác, Lâm Phong vốn có chút gầy yếu. Mật độ cơ bắp của cơ thể đang tăng lên, xương trở nên rất cứng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con người có vẻ mạnh mẽ hơn. Rắc. Lâm Phong nhẹ nhàng bóp, tay nắm ghế kim loại trực tiếp biến dạng. Đây chính là lực lượng vượt qua phạm nhân sao? tuy rằng vẫn không thể so sánh với những người thức tỉnh và tan thi tiến hóa. Nhưng hiện tại đối phó với người bình thường là đủ rồi. Ký chủ Lâm Phong, sức mạnh 108 nhanh nhẹn 109 thể chất 107 công suất không gian 100 mét khối không gian hệ thống, vượt qua người bình thường gấp 10 lần lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất. Một cổ tự tin không gì sánh kịp, từ nội tâm lâm phong sinh ra. Len Ken, tôn kính lữ khách, xấu hẹn đã đến, mời lữ khách các bằng hữu mang tốt hành lý, làm tốt trời máy bay chuẩn bị. Tiếng máy bay phát thanh, các đức suy nghĩ của Lâm Phong. Lâm Phong, bởi vì chênh lệch múi giờ, bây giờ là rạng sáng 2 giờ, không có xe buýt, chúng ta gọi cái xe taxi trở về trường học đi. Hai người đều là lưu học sinh đại học sử ước, biết rõ buổi tối sử ước phi thường không an toàn. Đề nghị của Hạ Hòa rất chính xác, nhưng Lâm Phong lại nhìn không được nở nụ cười. Hạ Hòa, trường học ta sẽ không đi, ta chuẩn bị đi bận chút chuyện khác. Chuyện cười, còn 10 ngày nữa sẽ bùng nổ tận thế, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian đến trường nữa. Vào ngày tận thế, tiền trở thành giấy vệ sinh. Chỉ có thức ăn, nước sạch, vũ khí mới là thứ mà nhân loại thực sự cần. Những thứ khác đều là vô nghĩa. Trước khi tiến vào tận thế, ta cần rất nhiều vật tư. Ánh mắt Lâm Phong sáng lên. Mà ưng tương không phải được xưng là quốc gia tự do sao? Vậy Lâm Phong hắn nhập gia tùy tục, gia nhập hành động mua linh nguyên địa phương, không quá phận chứ. Mà cái gọi là mua linh nguyên, tự nhiên là cướp bóc. Bởi vì luật pháp kỳ lạ của một số bang, cướp bóc không có giá trị nhất định, sẽ không bị phạt. Lúc này mới nổi lên hành vi đặc sắc của mua không tệ. Xuống máy bay, tạm biệt Hạ Hòa đơn giản, Lâm Phong đón xe thẳng đến khu cấp Lâm xấu xí. Quận Ha là một khu vực tội phạm nổi tiếng xấu xí. Nơi này cơ sở hạ tầng kém, quản lý hỗn loạn, chính là nơi tốt nhất để mua không tệ. Chương 02 Ngượng ngùng, nơi này Linh Nguyên mua bị. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bóng đêm như mực, giống như là một cái vực sâu miệng lớn, phản phất muốn đem thế giới này đều một ngụm nuốt vào. Lâm Phong đi tới khu cáp Lâm, đang nghĩ bắt đầu từ nơi nào. Phanh Một tiếng thủy tinh vỡ vụn truyền ra, ở trên đường phố ban đêm đặc biệt rõ ràng. Hả? Lâm Phong hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn qua. Chỉ thấy, vài tên ni ca đập nát cửa hàng thủy tinh, vọt vào, lập tức đẩy xe mua sắm bắt đầu điên cuồng quét hàng. Ha ha! Đến sống rồi! Đã có người hỗ trợ mở cửa, Lâm Phong cũng là tiến vào trong siêu thị. Diện tích siêu thị này không tính là nhỏ, bày đầy hàng hóa rực rỡ muôn màu. Lâm Phong không khỏi nghĩ tới tận thế thời điểm, mạng người ngay cả một khối bánh mì cũng không bằng. Mà trước mắt nhiều đồ ăn đồ uống như vậy, không thua gì người nghèo thấy được kim sơn. Lâm Phong nào còn có bất kỳ do dự, bắt đầu điên cuồng quét hàng. Những xe mua sắm của Nika kia, làm sao có thể so sánh với không gian hệ thống của Lâm Phong? trong khi Nico đang nhét thứ gì đó vào giỏ hàng. Lâm Phong chỉ cần dùng tay chạm đến hàng hóa, trong nháy mắt liền bị chuyển dời đến hệ thống không gian bên trong. Khi Nika còn đang chọn lựa, cái nào thích hợp mang đi hơn. Lâm Phong là ai đến cũng không cự tuyệt, nhìn thấy là được. Ốc đặt pháp khắc. Một Nika nhìn thấy trong đám người bọn họ, còn có một người da vàng. Hình như cũng mua ở Linh Nguyên. Nico này nhất thời khó chịu ngươi là con khỉ da vàng có tư cách gì tới quốc gia tự do này? đều là các ngươi kéo thấp tiền lương công nhân hại chúng ta thất nghiệp. Nika nổi giận đùng đùng nhìn Lâm Phong trong miệng tất cả đều là kỳ thị chủng tộc cùng nhục mạ. anh ồn ào quá. ánh mắt Lâm Phong dần dần lạnh xuống. trước mặt cái này cao lớn Nika làm cho hắn nghĩ đến tận thế đã bị qua chủng tộc bài xích. lúc ấy đã đến thời kỳ tận thế tất cả mọi người đều là người tầng dưới chót, cũng có đủ loại thành kiến cùng khi dễ. Đây chính là khuyết căn của nhân tính. Pháp khắc Người Long Quốc ngu xuẩn, lại còn dám tranh luận. Hôm nay cho ngươi quỳ xuống cho ta. Nếu không đạn của ta cũng không có mắt. Dứt lời, Nika lập tức sờ hông, đó là vị trí hắn giấu súng lục. Cho ngươi cơ hội, ngươi vô dụng. Lâm Phong nhanh như chớp ra tay, một quyền đánh vào ngực Nika. Một quyền này lực đạo thật lớn, trực tiếp đánh gãy mấy cái xương sườn của Nika, xương gãy cắm vào trong trái tim Nika, cả người lập tức ngã xuống đất. Trong miệng không ngừng chảy máu, hiển nhiên là sống không được. Giết người ốc đặc pháp khắc. Giết chết con khỉ da vàng này. Những người khác cũng kịp phản ứng, đều muốn nhau nhau rút súng. Lúc này không giống ngày xưa, Lâm Phong vượt qua người bình thường 10 lần tố chất thân thể há có thể so sánh với đám ni ca cướp bộ phù phiếm này. Lâm Phong tốc độ quá nhanh, mấy cái lóe ra liền đi tới một người trước mặt. Một cú đấm làm vỡ cổ họng kẻ thù. Sau đó thân hình lại lóe lên, giống như quỷ mị, nhanh chóng đi tới phía sau một người khác. Lại ra tay, hai tay trực tiếp bẻ gãy cổ hắn. Ôi, chúa ơi! Ngươi không phải người, là... Là ma quỷ. Còn lại một ni ca cuối cùng, nhưng giờ phút này đã sớm không còn lòng phản kháng, thân thể không ngừng lui về phía sau. Lâm Phong trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng, sớm dọa vỡ lá gan của đối phương. Tên Nika cuối cùng nào còn dám phản kháng nữa, bỏ qua xe mua sắm bên cạnh, lập tức chạy ra ngoài. Lần này Lâm Phong cũng không có lựa chọn truy kích, mà là nhặt lên trên mặt đất súng lục, phanh. Cuối cùng cái này Nika đầu trực tiếp bị Lâm Phong đánh xuyên qua quả nhiên, ngoài bảy bước vẫn là thương nhanh. Đối với tâm lý ấy nấy, bất an khi giết người xong, Lâm Phong không hề có chút nào. Trải qua thời kỳ tận thế tàn khốc, tâm tính của hắn đã sớm bị ma luyện kiên cố như bàn thạch. Kế tiếp, cửa hàng này không nguyên mua, bị ta Lâm Phong nhận thầu. Mười phút nữa. Hàng rào màu vàng được kéo lên và phong tỏa các cửa hàng. Một số cảnh sát kiểm tra bên trong siêu thị để tìm manh mối. Đội trưởng, không phát hiện nhân viên khả nghi còn sống giám sát đâu bị người phá hư rồi còn dấu vân tay dấu vân tay đội trưởng cảnh sát nhìn siêu thị gần như trống rỗng bất đắc dĩ thở dài nơi nào còn có thể lưu lại dấu vân tay phàm là hàng hóa có thể nhìn thấy đều bị dọn sạch rốt cuộc ai phát rồ như vậy cửa hàng so với bị lũ lụt cuốn qua còn sạch sẽ hơn nhìn ba thi thể trên mặt đất cùng với một thi thể trước cửa tiệm. Đội trưởng cảnh sát mang theo tức giận nói: "Bình thường mua lẻ, tôi cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Lần này chẳng những cướp hàng, còn giết người, hoàn toàn không để thanh tra William vào mắt. Tra cho tôi, tra tất cả xe tải đi qua gần đây, nhiều hàng hóa như vậy không thể hư không biến mất." Vẫn là thám trưởng Anh Minh. Một thám tử đầu trọc bên cạnh lập tức nắm lấy cơ hội nịnh nọt nói: đội trưởng cảnh sát xoa xoa huyệt thái dương của mình. Nói xong, nổi giận đùng đùng rời đi. Đối với bốn nạn nhân da đen, không ai quan tâm. Xa xa, Lâm Phong đứng ở chỗ bóng tối, quan sát tất cả. Từ không gian hệ thống lấy ra coca ướp lạnh chè chén. Giống như xem kịch, nhìn bộ dáng bận rộn của đám cảnh sát này. Thật đúng là bị nói, hàng hóa chính là hư không biến mất, ngươi cũng chậm rãi ra đi khóe miệng Lâm Phong bất giác lộ ra nụ cười. Hương vị coca ướp lạnh này thật khiến người ta hoài niệm a. À. Sau đó Lâm Phong lặng lẽ biến mất ở chỗ rẻ. Chỉ chốc lát, liền đi tới một khu phố. Đây là con phố nổi tiếng gần đó. Ig sau sơ có rất nhiều ngôi nhà trống vì thuế cao. Lâm Phong ngẫu nhiên chọn một tòa nhà ở. Đinh, hệ thống không gian tận thế bổ sung xong. Đinh, tận thế không gian hệ thống bắt đầu thăng cấp, đinh, tận thế không gian hệ thống thăng cấp hoàn tất. Chúc mừng ký chủ, không gian hệ thống thăng cấp tới 500 mét khối, cũng đạt được 400 điểm thuộc tính nhân vật kỹ năng thức tỉnh. Di chuyển tức thời, phạm vi di chuyển tương đương với phạm vi không gian hệ thống, sản khoái. Lại còn thức tỉnh kỹ năng, xem ai còn có thể ngăn cản ta. Lâm Phong nằm ở trên giường, cẩn thận lắng nghe hệ thống thông báo trước đem điểm thuộc tính thêm vào. Vẫn như cũ, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần mỗi người tăng 100 điểm. Quả nhiên, lại là một cổ lực lượng tại Lâm Phong trong cơ thể sinh ra. Hồ Lâm Phong một quyền đánh ra, lại sinh ra tiếng gió rít. Lâm Phong đối với hiện tại khí lực của mình phi thường hài lòng, thậm chí muốn tìm cái zombie luyện tập. Ký chủ. Lâm Phong sức mạnh. 208 nhanh nhẹn 209 thể chất 207 tinh thần 212 khả năng không gian 500 mét khối không gian hệ thống Kỹ năng không gian Di động trong nháy mắt, tiêu hao tinh thần lực 50, thời gian làm lạnh 10 phút Nguyên lai tinh thần lực là chuẩn bị cho kỹ năng hệ thống, cũng may ta sớm phân phối 200 điểm Nhìn hệ thống không gian bên trong đồ ăn, sinh hoạt đồ dùng, Lâm Phong đột nhiên ý thức được Hiện tại vật tư còn xa mới đủ, tận thế bộc phát, những vật tư này kiên trì không được mấy tháng. Tôi cần thêm nguồn cung cấp để đối phó với sự kết thúc đang đến. Không đến 10 ngày cũng không thể lãng phí a. À. Hệ thống đã mở rộng không gian cho tôi, nếu tôi không lấp đầy 500 mét khối không gian này, vậy thì quá lãng phí. Nghĩ đến đây, Lâm Phong đột nhiên tràn ngập nhiệt tình. Tổ chức thân thể vượt qua người thường gấp 20 lần, cho dù vài ngày vài đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Phát động thuấn di không gian. Nguyên bản còn ở trong khách sạn Lâm Phong, trực tiếp biến mất không thấy. Phạm vi không gian 500 mét, hắn có thể tùy ý di chuyển, rời khỏi khách sạn căn bản không thành vấn đề. Trên đường phố, nhiều xe cảnh sát gào thét mà qua. Lâm Phong đi tới trước một chiếc xe máy không người. Là thủ đoạn sinh tồn thiết yếu cho ngày tận thế. Lâm Phong dùng hai sợi dây sắt dễ dàng khởi động xe máy màu đỏ. Sau đó đi thẳng đến vùng ngoại ô xấu xí, cùng với tiếng gầm rú của xe máy. Lâm Phong biến mất trong thành phố đèn đuốc sáng trưng. Mà mục tiêu chuyến đi này lại là một cửa hàng vũ khí nổi tiếng. Chương 03 Buôn bán vũ khí cửa hàng Cầm không hết căn bản cầm không hết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vùng ngoại ô của thành phố Uygo, nơi đây có một con phố nổi tiếng. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy trăm mét, nhưng lại mở nhiều cửa hàng vũ khí. Do đó, con phố nhỏ này được người dân địa phương gọi là đại lộ vũ khí. Lâm Phong đi tới gần đó, sau khi siết chặt không gian hệ thống xe máy, đi thẳng đến một trong những cửa hàng vũ khí lớn nhất. Bây giờ là hơn 4 giờ sáng, mặc dù không có ai canh gác, nhưng cửa chống trộm làm bằng thép tinh xảo. Tự mang theo một cổ cảm giác áp bách vô hình cửa này mặc dù tốt đáng tiếc lại ngăn không được ta khóe miệng lâm phong khẽ mỉm cười phát động kỹ năng di chuyển tức thời người trực tiếp xuất hiện trong cửa hàng vũ khí đầu tiên là hủy diệt hệ thống giám sát sau đó cẩn thận quan sát cứng như mi mắt chính là đủ loại súng ống số lượng phi thường nhiều thời kỳ tận thế mặc dù có không ít người sinh ra dị năng nhưng đối với những người bình thường thủ đoạn tốt nhất để đối phó với tang thi chính là súng ống ngoại trừ tang thi biến dị phần lớn tang thi đều có thể bị vũ khí nóng giết chết lâm phong nếu muốn chế tạo pháo đài an toàn thuộc về mình súng ống đạn dược khẳng định là không thể thiếu mà một chi bộ đội vũ trang tinh vi ban đầu đã sinh ra trong đầu lâm phong lâm phong không nhàn rỗi đang nhanh chóng vận chuyển súng ống vào không gian hệ thống cái gì mà súng ngắn súng trường súng tiểu liên toàn bộ dọn sạch cho nó gì sa mạc chi ưng đây chính là thứ tốt a à. sưu tầm kỷ niệm bản lại muốn 500.000 ngàn mỹ đao thì ra là dùng vàng rồng chế tạo trách không được lâm phong cầm trên tay cảm thụ được trọng lượng nặng trịch lộ ra thần sắc hài lòng đây hẳn là vật trấn điếm bất quá hiện tại là của ta sau khi dọn sạch toàn bộ súng ống trong đại sảnh Tổng thể Lâm Phong cảm giác không hài lòng lắm. Hầu hết là súng ngắn, rất ít súng tiểu liên và quan trọng nhất là không có đạn dược. Chắc chắn có những căn phòng bí mật. Rất nhanh, Lâm Phong ở quầy chỗ, tìm được một cái điểm tròn nhỏ. Nhẹ nhàng ấn một cái, vách tường phía sau chậm rãi mở ra. Bên trong là không gian rộng hơn. Súng ống chất đầy nhà, trên mặt đất là từng thùng các loại đạn. Một hàng súng tiểu liên, súng ngắn súng trường bán tự động. Bày đầy ấp. Lâm Phong rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Ha ha, cửa hàng vũ khí này rất có thực lực a. À? Dọn sạch, toàn bộ dọn sạch. Lâm Phong như sói như bầy cừu, lập tức xông vào trong đó. Phàm là bị tay hắn chạm đến súng ống, tất cả đều thu vào hệ thống không gian bên trong. 500 mét khối không gian, còn không chứa nổi những thứ này. 180 súng trường bán tự động a lăm 15-100 khẩu súng trường M-16-50 khẩu Barrett. Ông chủ cửa hàng vũ khí này thân gia xa xỉ A. Lâm Phong vừa thu vừa cảm khái. Trên mặt đất từng thùng đạn dược, cộng lại thế nào cũng phải mấy vạn phát. Thu không hết, căn bản thu không hết A. Lâm Phong coi như là mở rộng tầm mắt. Giá trị vũ khí trong một cửa hàng vũ khí, tổng cộng vượt qua ngàn vạn. Không hổ là quốc gia dựa vào phát tài chiến tranh cuộc khởi, coi như là giúp những người kia, các quốc gia bị bắt nạt bởi sốt đại bàng sẽ nhận được một số tiền lãi. Nửa giờ sau, từ trong ra ngoài. Nhìn vào cửa hàng vũ khí trống rỗng. Lâm Phong hài lòng gật đầu. Trực tiếp đến nhà kế tiếp, di động trong nháy mắt. Hả? Cửa hàng vũ khí này trang trí theo phong cách thô kệch, một cổ hơi thở nguyên thủy. Lâm Phong nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ súng ngắn và súng trường. Cửa hàng này còn treo không ít lựu đạn. Lựu đạn sát thương M57, lựu đạn cổ điển của IG Saucer Lâm Phong tuyệt không khách khí, toàn bộ lấy đi. Dù sao cái thấy là cái được. Hơi lãng phí một phen công phu, đồng dạng tìm được ẩn nút gian phòng. Những cửa hàng vũ khí này đều thích làm mật thất, nói cho cùng chỉ là thủ đoạn tiếp thị mà thôi trong mật thất của cửa hàng vũ khí này cũng chất đầy không ít súng ống. Hơn nữa còn là vũ khí hạng nặng. Súng máy Browning M2HB mỗi chiếc có giá 8.000 đô la Mỹ. Súng máy MG34 mỗi chiếc có giá 6.000 đô la Mỹ. Lâm Phong nhìn hoa cả mắt. Dùng có những vũ khí này, ngay cả đối với những người bình thường. Cũng có thể dễ dàng tiêu diệt một đám tang thi. Thật không tồi, giá niêm yết càng cao tôi càng thích lâm phong không nói hai lời tất cả đều thu vào trong túi toàn bộ mật thất kém không nhiều lắm có một trăm thanh hơn hai mươi nghìn viên đạn lần này thu hoạch cũng xa xỉ lần này phí nói chuyện ước chừng gần một giờ không có cách nào nhìn thấy nhiều vũ khí như vậy lâm phong tốn không ít thời gian thưởng thức cảm nhận được sự lạnh lẽo và nguy hiểm của súng ống không có người đàn ông nào có thể từ chối sự cám dỗ như vậy sau đó lại là làm theo. Lâm Phong lợi dụng trong nháy mắt di động. Kiểm tra toàn bộ cửa hàng vũ khí trên phố. 500 mét khối không gian hệ thống, thật sự bị hắn nhét đầy súng ống. Giả không hết, căn bản giả không hết. Lâm Phong tính sơ qua một chút, lần này tổng cộng thu hoạch. Hơn 1.000 khẩu súng lục hơn 500 súng tiểu liên hạng nhẹ hơn 200 súng máy hạng nặng hơn 100 khẩu súng bắn tỉa hơn 300 quả lựu đạn nhiều vũ khí như vậy, phỏng chừng đủ vũ trang 4,5 trung đoàn đi. Liên tục sử dụng di động trong nháy mắt, cho dù Lâm Phong thể chất khác với người thường, cũng có chút mệt mỏi. Lâm Phong tự trong không gian hệ thống triệu ra xe máy, chạy về phía chỗ ở tạm thời của mình. Lúc bình minh, từng tia mặt trời bắn về phía mặt đất, sự ước trốt cục nghênh đón bình minh. Tôi đang nói với ông, ông John, không phải tôi hát sân khoe khoang, toàn bộ vũ khí nhai là cửa hàng có thực lực nhất nhà ta. Bên trong xe thương vụ màu đen, ông chủ cửa hàng vũ khí Hắc sân liều mạng giới thiệu vũ khí của cửa hàng mình với dôn tiên sinh bên cạnh. Dôn là chủ một công ty an ninh, hát sân nói chuyện nửa năm, mới bắt được khách hàng lớn này. Để tránh đêm dài lắm mộng, trời vừa sáng đã kéo khách hàng đến cửa hàng ký hợp đồng. Hát sân tính sơ qua một chút, đơn đặt hàng lần này có lợi nhuận gần 2 triệu Mỹ đao. Cầm số tiền này, hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt ta nghe nói trong tiệm của ngươi còn có một nhánh, thuần kim chế tạo đe sức y Lần này nói gì cũng phải trưởng trưởng nhãn. Ha ha, dễ nói dễ nói. Sau khi xuống xe, Hát Sơn mang theo dung đi tới trước cửa hàng nhà mình. Đầu tiên là khóa vân tay. Lại là khóa mật mã. Cuối cùng lấy chìa khóa máy ra mở cửa. Khóa ba tầng, đây là lần đầu tiên tôi gặp. Dung nhịn không được nói, bội phục sự cẩn thận của Hắc Sơn. Hết cách rồi, gần đây tần suất mua linh nguyên hơi cao, không thể không đề phòng. Không chút khách khí nói, biện pháp an ninh trong tiệm của tôi hoàn toàn không thua gì két sắt ngân hàng. Nhắc tới ba ổ khóa của cửa hàng vũ khí nhà mình, Hắc Sơn không tự giác kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Không phải tôi Hắc Sơn thổi, nếu bàn về chủng loại vũ khí, cửa hàng của tôi chắc chắn là no. Một trên cả con phố. Hát Sơn kiêu ngạo giơ ngón tay cái lên cho mình. Răng rắc. Hắc Sơn vặn mở cánh cửa thép cuối cùng. Trong nháy mắt, trên mặt Dung tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Bởi vì nói chuyện với dôn, quản lý Hắc Sơn quay lưng về phía cửa hàng. Hắn còn đang tiếp tục khoe khoang nói, phía trên cửa hàng, chính là trấn điếm chi bảo trong cửa hàng của ta. 24 ca thuần vàng chế tạo sa mạc chi. Phết. Hắc Sơn vừa nói vừa xoay người lập tức ngay dại. Không dám tin nhìn cửa hàng trống rỗng. Liếc mắt nhìn đến đầu, cửa hàng vũ khí mấy trăm mét vuông. Đừng nói súng ngắn, ngay cả viên đạn cũng không còn lại. À, vũ khí của tôi đâu? Thế còn con đại bàng sa mạc của tôi? Một cổ lửa giận xông thẳng vào cáp đức Sâm thiên linh căng. Hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Chương 04 Vũ khí cửa hàng bị dời hết chấn động xoay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Buổi sáng 8 giờ 30 phút xấu xí, ô tô trên đường cái lục tục nhiều lên. Mà ở cửa tổng bộ cục cảnh sát sử ước, đã sớm vây đầy đại lượng phóng viên. Có người trực tiếp mở truyền hình trực tiếp. Những phóng viên này giống như những con thú có mùi thịt. Họ đã nhận được tin tức chính xác, đại lộ vũ khí bị cướp sạch. Vũ khí trang bị cho một số trung đoàn bị mất, đây chính là tin tức lớn, vốn chuyện như vậy, cục cảnh sát đã phong tỏa tin tức. Nhưng để gây áp lực cho sở cảnh sát, những người quản lý cửa hàng vũ khí bị đánh cắp, tin tức đã lan truyền cho báo chí. Cục trưởng cục cảnh sát dên mặt mũi hiền lành cuối cùng cũng đi ra. Hắn giọng cao giọng nói. Đối với một số cửa hàng vũ khí bị lục soát, tôi rất tiếc. Tôi cũng vừa nhận được tin nhắn. Nhưng xin các bạn truyền thông tin tưởng cảnh sát, rất nhanh sẽ bắt hung thủ về quy án dêem rất chính thức thoái thác lý do hiển nhiên sẽ không làm cho các phóng viên hài lòng cục trưởng nhiều như vậy vũ khí bị trộm có phải hay không nói rõ chúng ta xấu hẹn an ninh quá kém nhiều súng ống đạn dược như vậy bị trộm vụ án hiện tại có tiến triển gì không phải là một chút manh mối không có chứ nghe nói hệ thống mạng không hề báo động tiêu nhiều tiền của người nộp thuế như vậy xây dựng hệ thống an ninh chẳng lẽ là vật trang trí sao nếu những vũ khí này chảy vào xã hội ai sẽ gánh chịu hậu quả này? Câu hỏi của các phóng viên càng sắc bén hơn. Nghe thấy cục trưởng dêm sắc mặt âm trầm bất định, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Phải tin tưởng cảnh sát, chúng tôi đã bắt đầu điều tra rồi. Gray quay trở lại văn phòng, cảnh sát trưởng dêm nhức đầu. Rèn 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 tiếng chuông dồn dập trước bàn vang lên. Thạch đặc, dêm cậu ngu xuẩn, cậu làm cục trưởng như thế nào? Nhiều vũ khí như vậy trong một đêm bị cướp sạch, thủ hạ của ngươi đều là vật trang trí sao anh có biết điều này rất bất lợi cho chiến dịch tranh cử của tôi không xem ra cục trưởng cậu sống quá an nhàn dứt khoát về hưu sớm đi jim vừa nhận được điện thoại liền nghe thấy một trận chửi bậy ai bảo đối phương là nghị sĩ chứ hắn chỉ có thể chịu vân 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 ngài giáo huấn rất đúng bên tôi đã bắt tay vào điều tra rồi bảy ngày không tìm được hung thủ vị trí của anh đổi cho tôi Đô đô đô. Một hồi bận rộn, nghị viên cúp điện thoại. Khống kiếp dên đập một quyền lên bàn làm việc, tức giận đến cả người run rẩy. Bên kia, trong một căn hộ ở thành phố Sửu Ước. Đã xảy ra một vụ trộm nghiêm trọng. Cục trưởng, anh không phải nói giỡn với tôi chứ. Phết cơ, ngươi ngu xuẩn. Lão tử hạng ngươi trong vòng 10 phút cút về cục cảnh sát, nếu không cho ta thu dọn mông cút đi. Đô 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 một hồi âm thanh bận rộn thám trưởng william còn ở trên giường trực tiếp bị dọa giật mình đạt lệnh ngủ tiếp đi bên cạnh cô gái tóc vàng mắt buồn ngủ sương mù không chút do dự muốn lần nữa cuốn lấy william trên người giống như đêm qua vậy cúc ngay số kỹ nữ trì hoãn lão tử chính sự mỗi tháng bao dưỡng tiền của ngươi mơ tưởng lại lấy được sáng sớm đã bị người mắng tỉnh thám trưởng William vội vàng xách quần chạy đến cục cảnh sát. Không ai hiểu rõ hơn hắn, sự tàn nhẫn của cục trưởng. Trong cục cảnh sát sử ước, rất nhiều tư liệu, ổ cứng camera giám sát, ảnh chụp hiện trường. Chất đầy trên bàn làm việc của nhân viên cục cảnh sát. Trong văn phòng cục trưởng cục cảnh sát, toàn bộ người phụ trách phân cục cảnh sát sử ước đều đến. Bảy ngày, ta chỉ cho các ngươi thời gian này, bắt kẻ đứng sau màn ra cho ta ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, ta chỉ cần kết quả. Nếu không, các ngươi đều cút hết cho ta. Cục trưởng dêm trầm giọng nói. Tuy rằng thoạt nhìn không có phát hỏa, nhưng tiểu cục trưởng các phân cục đối diện, nhưng cũng không dám thở mạnh. Bởi vì những người quen thuộc với giám đốc dêm đều biết, anh càng im lặng, ngược lại dêm càng tức giận. Loãng xoảng. Là tiếng cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Mọi người quay đầu nhìn lại. Người tới không phải ai khác, chính là thanh tra William mới từ chỗ tình nhân chạy tới. Tất cả mọi người đến rồi, cục trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi trong điện thoại, chỉ biết là một vụ trọng nghiêm trọng, thanh tra William hỏi như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Bầu không khí vốn bị đè nén, đột nhiên bị William vừa mới vào văn phòng đánh vỡ. Dêm lại nở nụ cười. Đến đây, William, ta nói cho ngươi biết đã xảy ra chuyện gì ngươi lại đây một chút. À, được rồi. Thám trưởng William hoài nghi chậm rãi tiến lên. Đợi đến trước bàn làm việc, James đột nhiên nổi giận, lưng hổ eo gấu hắn trực tiếp đem William, cách bàn làm việc bị kéo tới trước mặt. Sau đó hung hăng ngã xuống đất. Hơn một ngàn khẩu súng lục. Dêm một cước đá vào ngực William. À, đó là tiếng hét của William. Hơn 500 khẩu súng tiểu liên hạng nhẹ. Dêm lại một cước đá vào hạ bộ William William nhất thời sắc mặt trắng bệt Gần như đau ngất đi Hơn 200 khẩu súng máy hạng nặng Dêm đấm vào mặt William Hơn 100 khẩu súng bắn tỉa A à, cục trưởng tha mạng Dêm lại một quyền đánh vào mặt William Hơn 300 quả lựu đạn Cộng thêm hàng trăm ngàn viên đạn A à, tổ toàn bộ đại lộ vũ khí Trong một đêm Hiện tại ngay cả một viên đạn cũng không còn lại. Mỗi lời Dêm nói, anh đấm William. Toàn bộ văn phòng đều là tiếng kêu thảm thiết của William. Tôi đã nói đủ rõ ràng chưa? Nhìn William bị đánh thành đầu heo, Dêm đưa William trở lại. Quân hỏa đại đạo bị cướp, đó là ngươi quản hạt khu vực. Ngươi không có gì muốn nói sao? William mặt đầy máu, lúc này mới biết đã xảy ra chuyện gì nội tâm là có khổ nói không nên lời. Hắn nào biết đã xảy ra loại chuyện này? Mất nhiều vũ khí, rốt cuộc là kẻ ác nào làm, chẳng lẽ muốn làm quân biến sao? Ngươi không có gì để nói. Nhìn ánh mắt giết người của James, thanh tra William giật mình. Có. Có. Tối hôm qua ta trong khu vực trực thuộc một cái cửa hàng, cũng là bị cướp sạch không còn. Phương pháp gây án hơi giống nhau, tôi tôi cảm thấy có thể điều tra cả hai vụ án. Nghe xong, James trực tiếp ném thanh tra William ra ngoài. Vậy còn không mau đi điều tra? James gầm lên giận dữ. Vâng. Vâng. William khó khăn đứng lên, khập khiển muốn đi ra ngoài. Chờ đã, trông cậy vào ngươi cái này tinh lực toàn bộ tiêu phí ở trên người nữ nhân ngu xuẩn heo, tôi cũng là một con lợn ngu ngốc. Bonnie, vào đi. James nhìn ra cửa răng rắc. Cửa văn phòng một lần nữa được mở ra, trước mắt mọi người sáng ngời. Là một mỹ nhân tóc nâu mắt xanh, thân thể thước tha, dáng người ma quỷ, làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt cũng vô cùng tinh xảo. Cộng thêm một thân cảnh phục già dặn, tuyệt đối là ngự tỷ mỹ nữ cảnh hoa. Giới thiệu sơ lược một chút, đây là chuyên gia điều tra hình sự cấp trên phái tới. Thanh tra Bonnie, vụ án lần này súng ống đạn dược bị cướp đoạt, toàn quyền giao cho nàng chỉ huy, những người khác, đều phải phối hợp với công việc của cô ấy. Ánh mắt dêm lạnh lùng quét trên mặt mọi người tại hiện trường. Vâng. Mọi người trăm miệng một lời. Và trong cộng đồng bên ngoài vài con phố, Lâm Phong bận rộn cả đêm, vẫn chưa biết. Cục cảnh sát đã nổ tung, các phương tiện truyền thông đã bị cướp phá. Đẩy lên trang nhất. Giờ phút này, Lâm Phong đang nhàn nhã nằm ở cao cấp trên giường nghỉ ngơi trong tay uống rượu vang đỏ cao cấp, cảm thụ mùi rượu mang đến cảm giác hơi say. Raphael, ừm. Cũng chỉ có chuyện như vậy a. À. Cuối cùng, Lâm Phong có chút thất vọng buông ly rượu xuống. Đinh, hệ thống không gian tận thế bổ sung xong. Đinh, tận thế không gian hệ thống bắt đầu thăng cấp. Đinh, tận thế không gian hệ thống thăng cấp hoàn tất. Chúc mừng ký chủ, không gian hệ thống thăng cấp tới 1.000 mét khối, cũng đạt được 400 điểm thuộc tính nhân vật quả nhiên. Làm cho người ta chăm nghe không chán hệ thống thông báo tiếng lần nữa nhớ tới Dựa theo lệ thường, Lâm Phong vẫn đem điểm thuộc tính phân phối bình quân Cảm thụ được thực lực trong cơ thể tăng lên, Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng Tăng lên như vậy, cách ngày chân giảm tan thi, tay xé xe tăng còn xa sao Ký chủ Lâm Phong sức mạnh 308 nhanh nhẹn 309 thể chất 307 tinh thần 312 khả năng không gian 1.000 mét khối không gian hệ thống Kỹ năng không gian Di động trong nháy mắt, tiêu hao tinh thần lực 50, thời gian làm lạnh 10 phút Sau đó, Lâm Phong vừa hưởng thụ Mỹ thực rượu ngon, vừa mở điện thoại di động ra xem Chuẩn bị kế hoạch cho bước tiếp theo PS Sách mới khởi hành, cầu các vị độc giả lão gia sưu tầm, cùng với hoa tươi trong tay, phiếu đánh giá nếu như số liệu cũng không tệ lắm, tác giả nắm lập tức lại càng 10 chương. Quy A à Quy Chương 05 Một đầu súng ống đạn được đại đạo mà thôi, nhiều thủy rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lâm Phong vừa mở điện thoại di động ra, bản địa đạn cửa sổ tin tức, trực tiếp bá bình. Trong một đêm trộm không quân hỏa đại lộ. Xoay chuyển vấn đề an toàn xuất hiện khiêu chiến mới. Xoay chuyển ước buổi sáng một số lượng lớn các cửa hàng vũ khí bị đánh cắp, bị mất, hành động đáng thất vọng của cảnh sát trưởng, sự an toàn của người nộp thuế bị thách thức. Từ báo Kinh tế twist, Không thể không thừa nhận, tốc độ truyền thông của ưng tương quả thật rất nhanh. Lâm Phong tùy tiện mở ra một tin tức. Ngoại trừ ảnh chụp hiện trường trống rỗng, cuộc phỏng vấn quẩn bách của Cục trưởng Cục Cảnh sát Dêm cũng cố ý bị phóng đại. Mà từng bình luận lại xuất hiện. Nga mua các đắc quân hỏa đại đạo bị cướp sạch tổ chức nào làm ngay cả vũ khí cũng dám cướp sao hiện tại những đạo tặc này cũng quá càng rỡ đi đây chính là vũ khí a có thể xảy ra án mạng bọn phế vật của cục cảnh sát đang làm gì cầm tiền của người nộp thuế chúng ta cứ làm như vậy sao hắn nói nhẹ nhàng chúng ta người nộp thuế an toàn ai tới bảo đảm ta cũng không muốn gặp gỡ cầm súng cướp bóc bị bắn chết nhất định là một băng nhóm tất nhiên kế hoạch tinh vi rất lâu một người tuyệt đối không thể một đêm làm nhiều chuyện như vậy bất kể là ai những người này nhất định xong đời bọn họ sẽ lọc vào những tập đoàn tài chính kia gia tộc truy sát đây là sản nghiệp của bọn họ tôi nhớ rõ vũ khí bị bóp méo là gia tộc trốc phên phơn phải không lâm phong nhìn từng cái bình luận đại bộ phận đều là khiếp sợ cùng với chửi rủa cục cảnh sát vặn vẹo đương nhiên cũng có một số người tương đối lý trí nghiêm túc phân tích sau đó lâm phong lại mở áp trong nước long quốc đại lộ súng ống bị cướp phá ở long quốc cũng gây ra chấn động không nhỏ bầu không khí mọi người thảo luận lại thoải mái hơn rất nhiều tự do quốc gia hẳn là mỗi người xứng một thanh toàn thế giới bán súng ống đạn dược quốc gia đối với người ta mà nói có thể là tiểu tràng diện đi o công nhận vì năm còn không mau đi mời Như Lai. Like. Không đúng, hẳn là siêu nhân. Tuy rằng đại đa số mọi người đều là ăn dưa xem náo nhiệt, nhưng Lâm Phong vẫn lấy được một bộ phận tin tức hữu dụng. Đại lão đứng sau vụ buôn bán vũ khí sao? Không cần các ngươi tìm ta, ta cũng sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Lâm Phong lần nữa nhớ tới tận thế, nghĩ tới không ba chín nơi trú ẩn hắc ám thời gian mỗi khi nhìn vào nhà tù tối tăm và hôi hám luôn có thể nhìn thấy những cái kia cái gọi là đại lão một đám não đầy ruột béo xấu xí sắc mặt ánh mắt bọn họ nhìn nhân viên tầng dưới chót lâm phong vĩnh viễn sẽ không quên một cái súng ống đạn dược đại đạo chỉ là món khai vị mà thôi lần này lâm phong ta sẽ cho các ngươi biết chết dưới móng vuốt sắc bén của tang thi đối với các ngươi mà nói đó là hy vọng xa vời lâm phong rất nhanh tỉnh táo lại biết bây giờ còn không phải tìm những thứ này chân chính người cầm quyền phiền toái thời điểm mặc dù hắn hiện tại thực lực rất mạnh nhưng còn lâu mới coi thường đạn dược bom mình còn cần chuẩn bị thêm một phen lâm phong nhìn vật phẩm trong không gian hệ thống phần lớn đều là súng ống đạn dược mặc dù súng ống đạn dược rất quan trọng nhưng nhu yếu phẩm sinh hoạt dùng để sinh tồn còn lâu mới đủ ta phải nắm chặt a bởi vì hệ thống không gian thăng cấp nguyên bản có chút mệt mỏi lâm phong trực tiếp đầy máu sống lại lúc này tắt điện thoại di động thay một thân trang phục thoải mái đi ra khỏi phòng triệu hồi ra ha màu đỏ phong cách đang muốn rời đi chào anh trai một người da trắng tiểu ca ở xa xa gọi lại lâm phong anh có thể giúp tôi xem đây là cái gì không tiểu ca da trắng vừa nói vừa đi về phía lâm phong người này cước bộ phù phiếm vành mắt thâm quần nồng đậm vừa nhìn đã biết là một kẻ nghiện mà người như vậy, ở tương ưng chỗ nào cũng có. Hả? Lâm Phong đang muốn rời đi, không khỏi nhíu mày. Người da trắng tiểu ca một bộ hưng phấn bộ dáng, khi Lâm Phong nhìn thấy người da trắng tiểu ca trong lòng vật phẩm sau, có chút hăng hái nói ra, súng lục Beretta M9, dung tích băng đạn 15 viên, trọng lượng đầy đủ 1 lăm gram. Tầm bắn hiệu quả tối đa 50 mét, tốc độ bắn 35 viên mỗi phút. Tiểu ca da trắng sửng sốt một hồi lâu, tiểu ca da trắng nổi giận. Trực tiếp cầm súng ngắn chống vào đầu Lâm Phong. Mực pháp khắc, con khỉ da vàng ngu xuẩn, không biết ta đang cướp bóc sao. Biết nhiều thì có ích gì. Mau đem vật đáng giá trên người giao ra đây, còn có, chủng tộc đê tiện, không xứng cưỡi xe máy tốt như vậy, ngươi qua một bên cho ta. Nhưng Lâm Phong cũng không có nghe mệnh lệnh của hắn, chỉ lạnh lùng nhìn nhau. Xích, cậu không hiểu Ingrid à? Lâm Phong bình tĩnh nhìn đối phương. Làn da trắng của anh, có phải khiến anh có cảm giác ưu việt không? Tiểu ca da trắng lập tức nổi giận, còn muốn mở miệng nói chuyện. Lại đột nhiên bị Lâm Phong một tay khóa họng. Tay kia nhanh chóng tay không đoạt lấy lưỡi dao trắng. Lấy lại khẩu súng. Khí lực của Lâm Phong lớn biết bao. Trực tiếp bóp cổ tiểu ca da trắng, trực tiếp dơ lên giữa không trung, bởi vì hít thở không thông, mặt tiểu ca da trắng trở nên trắng hơn lâm phong dùng tay kia cầm súng chống vào đầu tiểu ca da trắng chúng ta đánh cược một ván khẩu súng này có đạn hay không nếu có thì thật ngại quá nói xong lâm phong trực tiếp bóp cò súng răng rắc đúng là một khẩu súng rỗng quả nhiên chỉ là dọa người lâm phong tiện tay đem người da trắng tiểu ca ném trên mặt đất tiểu ca da trắng tê liệt trên mặt đất cả người đã bị mồ hôi thấm ướt. Nằm rạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. nếu như Lâm Phong lại nhiều bấm vài giây, hắn khẳng định chết kiều, tiểu ca da trắng may mắn mình không nạp đạn cho súng, trong lòng còn có chút bội phục cơ trí của mình. Rầm 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 là tiếng động cơ gầm rú trầm thấp, xe tải hạng nặng màu đỏ, dùng tốc độ cực nhanh từ trên người tiểu ca da trắng nghiền qua, trọng lượng hơn 500 cân, trực tiếp nghiền nát ngũ tạng lục phủ của hắn, và cái đầu. Lâm Phong cũng không thèm nhìn. Cùng với thân xe màu đỏ chói mắt thẳng đến trung tâm thành phố. Đắc tội hắn Lâm Phong, hắn phải chết. Hắn cũng không có thời gian trì hoãn loại chuyện này. Về vấn đề thi thể được tìm thấy, phát hiện thì phát hiện đi. Một cộng đồng gần như bị bỏ hoang, camera xung quanh đã sớm bị hắn phá hỏng. Hơn nửa lần này ra ngoài, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ trở về, có rất nhiều nơi không cần phải mỗi lần đều trở về cùng một điểm dừng chân tội nghiệp anh chàng da trắng tưởng lần này gặp cá lớn có thể hảo hảo phát một khoản tiền phi nghĩa nhưng hết lần này tới lần khác chọc tới lâm phong cái này đại ma đầu lâm phong cưỡi xe máy màu đỏ phong cách một đường chạy như bay cuối cùng cũng đến gần siêu thị oan mát lớn nhất tìm một nơi không người cất xe máy và sau đó đi vào nó như một người bình thường trong ngày cũng không thể ngăn cản bước chân mua lẻ của hắn bởi vì trong đầu hắn đã có một kế hoạch nho nhỏ, một kế hoạch thoải mái mua lẻ, rồi lại không bị phát hiện. Chương 06 Linh Nguyên mua, dời hết oan, mát siêu thị. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Siêu thị oan mát là doanh nghiệp đứng đầu trong 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới, thực lực của nó có thể tưởng tượng được. Tọa lạc ở trung tâm thành phố, vẫn chiếm hơn vạn mét vuông không gian, người đã hào phóng như vậy, ta cũng sẽ không khách khí lâm phong nghênh ngang đi vào đập vào mắt là một loạt kệ hàng nhìn không thấy điểm cuối sau khi tiến vào giữa kỳ lâm phong tùy ý đẩy xe mua sắm thẳng đến khu thực phẩm nơi này có rất nhiều đồ ăn vặt thời kỳ tận thế bánh mì bánh bao khó ăn hơn nữa cũng có thể làm cho người ta vỡ đầu mà đồ ăn vặt khẩu vị không tệ chỉ có một ít cao tầng nơi trú ẩn mới có thể hưởng dụng ở lâm phong trong mắt những thứ này không phải bình thường đồ ăn mà là tận thế thời kỳ chân chính xa xỉ phẩm. Lâm Phong trực tiếp mở ra hình thức càn quét. Phàm là vật phẩm bị hắn chạm vào, tất cả đều bị hắn thu vào trong không gian hệ thống. Một nghìn mét khối không gian hệ thống, mặc dù một nửa là vũ khí, nhưng vẫn còn 500 mét khối có sẵn. Túi thực phẩm phòng, từng thùng nước ngọt, một đống thạch. Lâm Phong ai đến cũng không cự tuyệt. Giờ phút này là buổi sáng ngày làm việc, khách hàng trong siêu thị không nhiều, nơi không có người lâm phong điên cuồng càng quét nơi có người lâm phong hơi thu liễm một chút nhưng với tốc độ tay những người khác rất khó nhìn thấy lâm phong giống như làm ảo thuật đồng dạng nguyên bản chồng chất tràn đầy kệ hàng sau khi lâm phong tới chỉ còn lại lác đác vài gói đồ ăn vặt những người khác nhìn thấy đồ đạc trên kệ chỉ cho là nhân viên công tác còn chưa kịp bổ sung hàng cũng không thu hút sự chú ý ồ đây là mẹ lão vương thật ngại quá đây chính là hàng hiếm một chai cũng không thể để lại lâm phong vung tay lên hai hàng mẹ lão vương trực tiếp bị quét sạch sau đó lâm phong đi tới khu hoa quả xoài sầu riêng dưa hấu táo cam lâm phong liếc mắt nhìn lại căn bản đếm không hết nhiều trái cây như vậy có một số ta thậm chí còn chưa từng thấy qua ừ sau ngày tận thế thỉnh thoảng có thêm vài trái cây ghép lại vẫn rất cần thiết chợt lâm phong trực tiếp bắt đầu càng quét Charlie là giám đốc siêu thị oan mát, cực kỳ hà khắc với công việc, cũng rất nghiêm khắc với cấp dưới. Hắn đi tới khu đồ ăn vặt tuần tra, phóng mắt nhìn lại, lại chỉ có ít hàng hóa đáng thương. Rất nhiều kệ hàng cũng chỉ còn lại mấy gói khoai tây chiên, nghi hoặc nhìn chung quanh, quan sát xem có khách hàng không, vừa mới nạp rất nhiều thức ăn, buổi sáng khách hàng cũng không nhiều à, như thế nào khu thực phẩm hàng hóa ít như vậy đâu. Fred, anh đang làm gì vậy? Sao khu thực phẩm lại ít hàng như vậy? mau bổ sung cho tôi. Vân vân vân, quản lý. Bên kia bộ đàm lập tức có đáp lại. Sau đó Charlie tiếp tục tuần tra, anh đi tới khu trái cây. Tình huống gì? Lần này Charlie có chút tức giận. Đập vào mắt nhìn lại, chỉ có lát đác vài trái cây, còn đúng là một ít xấu, không tốt. Charlie đã nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của một số khách hàng, đây không phải là bản hiệu đập phá siêu thị của bọn họ sao? vạn nhất có người khiếu nại, hắn làm quản lý như thế nào còn làm. Fred ngươi cái hỗn đảng, tối hôm qua chẳng lẽ uống say trốn ca. Mau bổ sung hàng ở khu hoa quả, tối nay sẽ tìm anh tính sổ. Charlie gầm gừ về phía bộ đàm. Ta tối hôm qua liền uống mấy bình mà thôi, nhưng ta nhớ rõ bổ sung hàng A. Bổ cái rắm, hảo hảo khu hoa quả, hiện tại giống như là bị dân tị nạn càng quét qua dường như, ngươi còn nói cho ta biết bổ sung hàng vân vân vân, tôi sẽ đến nhà kho lấy. Fred gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc đi kho hàng chuyển hàng. Vì thế một màn thú vị đã xảy ra. Lâm Phong ở phía trước quét hàng, phía sau điên cuồng bổ sung hàng. Lâm Phong một đường từ khu đồ ăn vặt, đi qua khu trái cây, khu hạt dẻ, khu rượu, lại đến khu hải sản, khu lương thực, khu đông lạnh. Lâm Phong bận tối mày tối mặt. Từng thùng, từng kiện, từng chai quét hàng tất cả các loại sản phẩm sữa, đủ loại bia, rượu whisky, rượu trắng, Lâm Phong ngay cả gia vị cũng không bỏ qua. Thế là Charlie và Fred ở phía sau càng bận rộn hơn. Một người vội vàng trống giận, một người vội vàng bổ sung hàng. Fred, Frey, Phu. Con mẹ nó Fred, tối qua cậu làm cái quái gì vậy? Có phải sau khi uống say, anh cho người tị nạn vào, chẳng lẽ tối hôm qua có mấy trăm người tị nạn vào đây sao? Charlie gần như ngất xỉu. Quản lý, tôi nhớ rõ đã bổ sung hàng. Hơn nữa ta có chút không làm được nữa. Tên xui xẻo Fred thở hổn hển nói. À, ta nhớ rõ khu vực này đã quét qua rồi. Lâm Phong đi một vòng lại trở về. Trên mặt lộ ra nghi hoặc. Mặc kệ trước, dù sao cũng lấy đi là được. Lâm Phong trực tiếp bắt đầu một vòng quét hàng mới. Cho nhiều hàng hóa, chật chội, như vậy sách lược của lâm phong kỳ thật rất đơn giản đó là tất cả nhưng lại không giống như lúc trước một chút cũng không thừa lại ngược lại là cố ý thừa một chút như vậy liền có vẻ không đột ngột như vậy mà lâm phong đang đem cá tôm những vật sống này khi thu nhập không gian hệ thống để ý một chi tiết cá sống tôm sống trước khi vào không gian liền trực tiếp ngất đi từ trong không gian lấy ra một lần nữa thả về trong tay sau cá tôm lại rất nhanh chuyển động Xem ra không gian hệ thống đối với vật sống vẫn có chút hạn chế, chính là không biết đem người nhét vào sẽ như thế nào. Đinh, hệ thống không gian tận thế bổ sung xong. Đinh, tận thế không gian hệ thống bắt đầu thăng cấp. Đinh, tận thế không gian hệ thống thăng cấp hoàn tất. Chúc mừng ký chủ, không gian hệ thống thăng cấp tới 2000 mét khối, cũng đạt được 400 điểm thuộc tính nhân vật, tiếng thông báo hệ thống tuyệt vời, các đức suy nghĩ của Lâm Phong. Không hổ là siêu thị lớn bất tri bất giác, một nghìn mét khối không gian hệ thống đã được lấp đầy. Lâm Phong phát hiện một quy luật. Mỗi lần nâng cấp không gian hệ thống, ngoại trừ 400 điểm thuộc tính nhân vật mỗi lần, dung lượng không gian hệ thống đều sẽ tăng gấp đôi. Sản khoái, hơn nữa là sản khoái gấp bội. Lâm Phong nhìn phía sau. Khu vực thực phẩm của siêu thị giống như bị 100 người cướp bóc, cũng không còn lại bao nhiêu thứ. Đây là thành quả hàm súc của Lâm Phong. Sau đó, Lâm Phong đi thẳng đến kho hàng siêu thị, nhà kho cũng không cần lưu thủ. Bên kia, quản lý siêu thị Charlie gần như phát điên. Fred, anh đang làm cái quái gì vậy? Không phải tôi bảo anh nhanh chóng bổ sung hàng sao? Đồ con lợn ngu ngốc. Tôi muốn bóp cổ cô ngay bây giờ. Quản lý. Bên kia bộ đàm, truyền đến thanh âm run rẩy của Fred. Quản lý, kho hàng của chúng ta trống không, không có hàng để bổ sung. Ngươi mau bổ sung hàng, bổ sung hàng, ngươi ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Nhà kho trống không? Ban ngày anh nói gì mà say, hàng ngàn mét vuông nhà kho siêu lớn, chất đầy hàng hóa, anh nói nhà kho trống rỗng, mắt của ngươi là dài trên mông sao? Cha Ly giận dữ chạy thẳng đến nhà kho, thầy nói C, gương bác hồ vì nhân dân gian am lao hãy chắc chắn để đánh bại Fred. Và rồi, Hắn liền thấy được mấy ngàn bình kho hàng rỗng tuếch. Hàng đâu? Còn núi hàng thì sao? Đêm qua, hàng chục chiếc xe tải lớn vừa đưa tới đâu? Charlie dừng lại. Không thể nào. Không thể nào. Đúng, đi điều tra giám sát. Charlie bị một màn trước mắt làm cho sợ ngay người, lập tức chạy đến phòng giám sát. Va chạm với một người đàn ông châu Á trên đường, hắn cũng không để ý, khi Charlie bước vào phòng giám sát, Nhìn thấy cổ máy vẫn không ngừng bốc khói, ba bảo vệ nằm trên mặt đất sau khi băng ghi hình bị phá hủy. Charlie bỗng cảm thấy bầu trời sụp đổ. Hàng triệu con dao. Hết rồi. Camera giám sát tiêu rồi. Cuối cùng, Charlie hai mắt tối sầm, người trực tiếp ngã xuống đất. Lại hôn mê một người. Mà người khởi xướng Lâm Phong đã đi xe máy Harley màu đỏ phong cách đang chạy tới một siêu thị lớn. Chương 7 mở khóa kỹ năng mới lồng giam không gian. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lâm Phong cưỡi một chiếc Harley màu đỏ, giống như một con ong nhỏ cần cù, chạy như bay trên phố lớn nhỏ nhỏ của thành phố sự ước, dẫn tới không ít người chú ý. Lâm Phong cẩn thận tính toán mấy chục tấn vật tư trong không gian. Một cổ cảm giác thỏa mãn thật lớn, những vật tư này cũng đủ để một mình ăn 5 năm rồi. Sau khi tận thế bùng nổ. Mình tùy tiện tìm một góc trốn đi. Có thể sống yên ổn 5 năm, nhưng 5 năm sau thì sao? Lâm Phong hiểu được. Hiện tại vật tư còn xa mới đủ, sau đó Lâm Phong làm theo. Phàm là siêu thị lớn ở thành phố xấu xí, Lâm Phong một người cũng không buông tha. Dọn sạch, toàn bộ dọn sạch. Lâm Phong phát hiện một hiện tượng. Rất nhiều mặt hàng trong siêu thị đều rẻ hơn so với trong nước. Đặc biệt là thịt bò thịt dê, nhu yếu phẩm sinh hoạt. Tất cả đều là những thứ tốt vật đẹp giá rẻ. Trong khi thưởng thức hàng hóa rẻ tiền, một bên lĩnh lương cao ngất ngưỡng. Đằng sau sự ghen tị, là bạch cốt trắng xóa. Lâm Phong trong lòng cười lạnh. Tham gia vào chiến tranh và cướp bóc trong khu vực dầu mỏ, sản xuất ở các nước thế giới thứ ba, sau đó vận chuyển tài nguyên và hàng hóa giá rẻ về trong nước, hay cho một cái tính toán. Lâm Phong đột nhiên phát hiện mua không đô của mình so với tương ưng có chút tiểu vu kiến đại vu cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần nỗ lực nghĩ tới đây lâm phong mua linh nguyên càng có nhiệt tình mà theo sự cố gắng của lâm phong một lượng lớn hàng hóa bị hắn càng quét vào trong không gian hệ thống đặc biệt là nhà kho của siêu thị càng là mấy tấn mấy tấn hướng trong không gian hệ thống đinh hệ thống không gian tận thế bổ sung xong đinh tận thế không gian hệ thống bắt đầu thăng cấp đinh, tận thế không gian hệ thống thăng cấp hoàn tất. Chúc mừng ký chủ, không gian hệ thống thăng cấp tới 4.000 mét khối, cũng đạt được 400 điểm thuộc tính nhân vật. Đinh, hệ thống không gian tận thế bổ sung xong. Chúc mừng ký chủ, không gian hệ thống thăng cấp lên 8.000 mét khối, cũng đạt được 400 điểm thuộc tính nhân vật. Đinh, hệ thống không gian tận thế bổ sung xong. Chúc mừng ký chủ, không gian hệ thống thăng cấp tới 16.000 mét khối, cũng đạt được 400 điểm thuộc tính nhân vật tiếng thông báo của hệ thống trăm lần nghe không chán, hệ thống không gian tận thế của Lâm Phong trực tiếp tăng lên 3 lần. 16.000 mét khối là khái niệm gì? Tương đương với không gian của hai sân bóng rổ NBA, hiện tại bên trong cơ hội chất đầy, đủ loại thức ăn, Lâm Phong đại khái tính toán. Ăn một mình, 30 năm là quá đủ. Hơn nữa, vật phẩm trong không gian hệ thống còn có thể giữ tươi vĩnh viễn không hỏng, già nóng hổi hamburger, 20 năm sau lấy ra, cũng là bộ dáng tươi mới nhất, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến. Một bên thưởng thức món ngon tươi ngon, vừa thưởng thức phong cảnh tận thế, có lẽ có một hương vị khác. Về phần điểm thuộc tính nhân vật khen thưởng sau khi thăng cấp, Lâm Phong vẫn là phân phối trung bình. Ký chủ. Lâm Phong, sức mạnh 708 nhanh nhẹn, 709 thể chất, 707 tinh thần. 712 công suất không gian. 16.000 mét khối không gian hệ thống. Kỹ năng không gian. Di động trong nháy mắt, tiêu hao tinh thần lực 50, thời gian làm lạnh 10 phút. 70 lần nhân loại lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất. Đây là cường đại cỡ nào, cái khác không dám nói, nhanh nhẹn gấp 70 lần, tốc độ chạy của Lâm Phong tuyệt đối vượt qua, xe máy Harley dưới thân. Thử thời gian chạy nước trút trăm mét xem. Nói làm là làm, Lâm Phong tìm một con phố nhỏ không người, tính toán khoảng cách, chuẩn bị tính giờ điện thoại di động, bá. Thân hình Lâm Phong trực tiếp biến mất tại chỗ. Dùng từ nhanh đến mơ hồ để hình dung, tuyệt không khoa trương. Trăm mét 0,22 giây. Khóe miệng Lâm Phong bất giác lộ ra nụ cười. Điều đó có nghĩa là bây giờ tôi có thể chạy hơn 400 mét mỗi giây. Tốc độ gần bằng một nửa viên đạn. Lâm Phong dùng sức nắm chặt nắm đấm trốn đạn trong phim sẽ không còn là hy vọng xa vời nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ thức tỉnh kỹ năng mới, lòng không gian, thức tỉnh kỹ năng mới. Lâm Phong nội tâm rất kích động, vội vàng nhìn về phía kỹ năng mới giới thiệu. Ngay khi Lâm Phong bận rộn tiếp nhận phần thưởng do hệ thống thăng cấp mang đến, cục cảnh sát xấu xí đã bận rộn. Giám đốc dên cảm thấy hôm nay cả ngày nằm mơ, hơn nữa còn là loại ác mộng rất thái quá này. Cả ngày, điện thoại trên bàn làm việc của anh không hề dừng lại. Vụ cướp đại lộ vũ khí vào sáng sớm. Đã đủ thái quá rồi, không ngờ đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Lúc đầu, cấp dưới gọi điện thoại cho hắn, khi siêu thị bị cướp phá, dên bổ đầu che mặt cấp dưới mắng một trận, phế vật, siêu thị bị đánh cướp loại chuyện nhỏ này, anh vẫn còn mặt mũi để gọi cho tôi, thủ hạ của ta đều nuôi một đám phế vật mà. Phanh. Dêm tức giận đến mức hung hăng cúp điện thoại phế vật, tất cả đều là phế vật. Mà cấp dưới vừa rồi bị mắng là phế vật, vẫn rung rẩy đẩy văn phòng dêm ra, cục. Cục trưởng, là siêu thị lớn bị cướp sạch không còn. Phanh. Dêm tức giận đập bạn quát. Tạ đặc, không phải là một siêu thị bị cướp sạch sao? Để xem anh hoảng sợ như thế nào? Không biết sự tình nặng nhẹ sao? Đại lộ súng ống đạn dược bị cướp bóc còn chưa có tin tức. Ta nào có rảnh quản loại chuyện nhỏ này. Đúng vậy, lo diệt của người bình thường, so với hàng chục triệu vũ khí bị mất, siêu thị bị cướp phá. Quả thật coi như việc nhỏ. Dêm tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn hiểu rõ cấp dưới này, bình thường làm việc coi như ổn trọng, sau khi nổi giận xong, dêm vẫn hỏi thêm một câu, mau nói đi, là siêu thị nào bị cướp. SỞ TẤT CẢ Đối mặt với dêm giận dữ, trong lòng cấp dưới vô cùng sợ hãi dù sao buổi sáng vừa mới chứng kiến cảnh tượng william xui xẻo bị cục trưởng hành hung giọng nói hơi nhỏ khiến jem không nghe rõ phết cơ con mẹ nó ngươi không có ăn cơm a à. tôi hỏi cậu là siêu thị nào jem tự nhận vì cục trưởng này vẫn có vài phần uy nghiêm lát nữa gọi điện thoại cho ông chủ siêu thị bị trộm tùy tiện nói qua loa vài câu vụ án kéo dài về sau báo cáo cục trưởng là tất cả cấp dưới bị dêm trống lên lập tức lớn tiếng hồi đáp. Biết rồi, ngươi cút xuống đi. Để tôi gọi điện thoại. Hả? Ngươi chờ một chút. Tất cả là siêu thị lớn nào, sao tôi chưa từng nghe qua? Mới mở sao? Dên vẻ mặt mê man. Cục trưởng là tất cả các siêu thị lớn, không phải siêu thị tên là tất cả. Toàn bộ xấu xí là khoảng 12 siêu thị lớn. Tất cả các nhà kho đã bị lục soát, ngay cả hàng hóa trên kệ siêu thị cũng chỉ còn lại rất ít hàng hóa. Cấp dưới trong lòng run sợ, một hơi toàn bộ nói ra. Nhưng dêm, đã ngồi phịch trên ghế. Siêu thị lớn xấu xí bị cướp sạch, điều này có nghĩa là gì? Đó là gần 60% thức ăn xấu xí. Phần lớn người tương ưng đều không có thói quen trữ lương thực khi họ đi vào siêu thị với số tiền đó, nhưng không có thức ăn để mua, không có thức ăn. Nghĩa là đói bụng toàn bộ dân số xấu xí khoảng 8 triệu người, gần 5 triệu người không có cơm ăn, điều này sẽ dẫn đến bạo loạn như thế nào? Dêm đột nhiên phát hiện, một con phố bị đánh cắp vũ khí. Ngược lại trở thành việc nhỏ, cái rắm. Dêm run rẩy gọi điện thoại cho thị trưởng. PS Cầu độc giả lão gia trong tay hoa tươi, phiếu đánh giá, cảm tạ cảm tạ, tận thế nội dung vở kịch tuyệt không kéo dài, cảm ơn. Chương 08 dời hết cỡ lớn siêu thị, 500 vạn nhân đại khủng hoảng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ugly City, quận Manhattan. Trong một căn nhà cao cấp không người ở, Lâm Phong ăn thịt bò bít tết, uống rượu vang đỏ, đang nghiêm túc xem xét giới thiệu kỹ năng mới lòng giam không gian, lòng giam không gian. Giam cầm bị chế ngự người, ký chủ có thể xóa bỏ, hoặc là để cho hắn trở thành chính mình tù phạm, số lượng hiện tại được giới hạn ở mức 2 trở thành tù nhân của mình. Hơn nữa còn chỉ có hai danh ngạch. Có cơ hội tìm người thử xem. Bây giờ không có chuột bạch. Việc này chỉ có thể lùi lại một chút, sau đó Lâm Phong mở điện thoại di động ra. Bước vào áp rung rẩy hot nhất hiện nay. Video giới thiệu đầu tiên, không phải em gái nhỏ nhảy múa, không phải kỳ nhân tuyệt kỹ biểu diễn, mà là một đoạn video người xưa đi siêu thị, siêu thị này nhìn có chút quen à. Lâm Phong một ngày càng quét mười mấy siêu thị lớn. Có chút không nhớ rõ, nhìn kệ hàng gần như trống rỗng trong video, Lâm Phong vô cùng hài lòng với thành quả mua không tệ của mình. Gia đình, ai mà hiểu được. Tan tầm đến siêu thị mua sắm, siêu thị lại không có gì ăn. Gia đình, đây là oan mát sao? Chỉ vài từ đơn giản như vậy, ngắn mũi mấy giờ, trực tiếp bị đẩy lên vị trí thứ nhất. Lượng like đã vượt quá một triệu hơn nữa còn đang tiếp tục nâng cao. Bình luận thú vị hơn nhiều so với video. Không thể nào, chủ Topic sẽ không phải là người chụp ảnh chứ. Costo gần nhà tôi cũng như vậy, gặp quỷ rồi. Tương tự như trên, tạ đặt, quỳ xuống cầu xin chân tướng. Nhà tư bản đáng ghét, chẳng lẽ là thủ đoạn bọn họ muốn tăng giá? Tăng giá? Những video này chính là chứng cứ, luật sư của tôi có thể khởi tố bọn họ bữa tối hôm nay hai cọng rau nát tôi không muốn biết tại sao tôi chỉ muốn ăn bít tết ngon lành so sánh với những bức tượng ăn dưa bị cướp ở đại lộ quân hỏa buổi sáng xem náo nhiệt khi sự việc ảnh hưởng đến bản thân vậy thì không bao giờ nói mát nữa nhiều người phàn nàn về việc không mua được thức ăn jeff vô năng đang làm cái gì loại chuyện này còn mặc kệ đại ưng tương đế quốc ta siêu thị lại thiếu thức ăn phết cơ siêu thị nhỏ gần nhà tôi nhân cơ hội tăng giá tăng giá hỏi xem súng trong tay tôi có đồng ý hay không có ai chặn cổng nhà thị trưởng không diễu hành ngày mai còn không giải quyết vấn đề này ta cũng đi diễu hành người diễu hành dẫn tôi đi lâm phong nhìn vui vẻ có chút chuyện lập tức có người dẫn đầu diễu hành không hổ là tương ưng của tự do dân chủ trong thời đại bùng nổ thông tin này bất cứ gió thổi cỏ lây nào đều sẽ truyền đi với tốc độ cực nhanh thứ nhất siêu thị lớn xấu xí bị mua sạch điên cuồng lan truyền trên nhiều app sau khi nhiều người đến siêu thị kiểm tra lập tức khiến cho không ít người khủng hoảng nhiều siêu thị nhỏ bị tranh mua lâm phong vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc anh dọn sạch siêu thị lớn xấu xí nhưng không có một nhà báo nào đưa tin đối với các phương tiện truyền thông có khứu giác nhạy bén thật khó tin nhưng nghĩ kỹ sẽ không khó hiểu, điều này không đưa tin cũng khiến cho không ít người khủng hoảng, vạn nhất thật sự đưa tin, cái hẹn xấu xí này có trời mới biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Quả nhiên, truyền thông sốt đại bàn, chỉ là một công cụ của ZS. Mà không bao lâu, Lâm Phong lại xuất hiện trong buổi họp báo của thị trưởng Sử ước. Xin chào các công dân thành phố xấu xí. Bởi vì đường cao tốc bị người ác ý phá hư, dẫn đến một lượng lớn hàng hóa bị mắc kẹt ngoài thành phố, thành phố đang khẩn trương sửa chữa tôi ở đây để đảm bảo với mọi người dưa và trái cây tươi thịt bò thịt gà sẽ xuất hiện trên kệ siêu thị đúng giờ video chính thức này trực tiếp bị đẩy lên đỉnh lâm phong trong lòng cười lạnh miệng chính khách quỷ gạt người bất quá những thứ này đều không phải là vấn đề hắn nên quan tâm lâm phong tắt điện thoại di động đi tới trước cửa sổ hắn đã sớm lưu ý tới trên đường có rất nhiều xe cảnh sát đang tuần tra không ngừng sở cảnh sát cũng không phải không có động tác cử rất nhiều cảnh sát ra đường bắt được rất nhiều kẻ lang thang gây rối cùng với ni ca mua bằng không tệ có lẽ chỉ có lâm phong biết sự gia tăng rõ rệt của bạo loạn trên đường phố ngoài tình trạng thiếu lương thực tại các siêu thị hiện nay có một phần nguyên nhân là bởi vì thiên thạch ngoài trời nó mang theo một loại virus lạ có thể gây ra sự nóng nảy của rất nhiều người ban đầu virus không lây nhiễm và vào ngày 1 tháng 4, tức là 9 ngày sau, virus sẽ bùng phát hoàn toàn. Đến lúc đó, không đến một tuần ngắn ngủi, 90% dân số thế giới sẽ trở thành xác sống. Lâm Phong hiểu được. Bản thân chỉ có đủ mạnh, với đủ nguồn lực và vũ khí, mới có thể sống sót ở tận thế. Trật tự nhân loại. Chính khách miệng đầy lời nói dối. Mấy ngày sau đều là mây khói thoảng qua. Một chiếc lại một chiếc xe tuần tra cảnh sát, Bên ngoài đang gào thét. Khu phố này là khu phố cao cấp của Manhattan. Tần suất tuần tra của cảnh sát rất cao, điều này tự nhiên là làm cho người giàu xem. Đối với khu ổ chuột hỗn loạn, không ai quan tâm, đó là nền dân chủ của nước sốt đại bàn. Thị trưởng Martin. Đầu tiên là mắng cục trưởng cục cảnh sát dêm một trận, lệnh cho hắn nhanh chóng phá án, sau đó lập tức liên hệ với người phụ trách các siêu thị lớn nhanh chóng điều động xe tải lớn vận chuyển hàng hóa đến thành phố Sử Ước, nếu không hắn vừa rồi cam đoan, sẽ là trò đùa lớn nhất của ngày mai. Con đường chính trị của Martin cũng đã kết thúc. Mà người phụ trách các siêu thị lớn, đồng dạng cũng vậy, trước tiên gọi điện thoại mắng cục trưởng cục cảnh sát dêm một trận, sau đó tăng ca vận chuyển vật tư, nhiều nhà kho bị đánh cắp, chi phí tổn thất phải thống kê suốt đêm, sau đó báo cáo cho các đại lão tập đoàn tài chính. Không hoàn thành được những thứ này, người phụ trách khu vực lớn cũng không cần làm. Tổng bộ sở cảnh sát sửu ước, dêm, giám đốc văn phòng. Trên mặt lúc xanh lúc tím. Bị chủ tịch quốc hội mắng, bị thị trưởng mắng, bị người phụ trách các siêu thị lớn mắng, bị cư dân mạng mắng. Cạch cạch bàn ghế hoàn chỉnh cuối cùng trong văn phòng, cũng bị dêm đập nát, cục trưởng cục cảnh sát luôn luôn cao cao tại thượng, chưa từng chịu nhiều tức giận như vậy, nhưng những người đã chửi rủa ngài, quyền lợi của ông ấy là do các chính trị gia đưa ra. Tiền của hắn là do các tài phiệt phát, cho nên đều là người hắn đắc tội không nổi, một lúc lâu sau, dèm rốt cục đi tới một văn phòng khác, trong phòng làm việc này, vậy mà cả mặt tường đều là hình ảnh theo dõi, khoảng 24 màn hình, ngoài ra, trong phòng còn có hai máy tính siêu cao, mà văn phòng cực lớn cũng chỉ có một người, một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, trước nhô sau vĩnh. Bonnie, một ngày rồi, tôi cần một câu trả lời dêm tôi sẽ tự tay xé xác tên khốn này. Dêm hai mắt đỏ bừng, cả người đều là sát khí. Nhưng đáng tiếc, mỹ nữ cảnh hoa cũng không quan tâm dêm bị bao nhiêu tức giận, nhìn thoáng qua dêm đang nổi giận đùng đùng, câu mày chậm rãi nói. 800 thông tin về tội phạm tiềm năng, camera giám sát xung quanh vụ án. 70 thông tin hành khách trên chuyến bay gần đây, 8 tổ chức xã hội đen. Tôi đã thu thập tất cả hơn nữa tất cả đều được đưa vào, tôi nghiên cứu phát triển mô hình GPT-100. Cho nên, Bonnie xoa xoa mi tâm mệt mỏi, dừng một chút. Cho nên cái gì? Nghe Bonnie giải thích chuyên nghiệp như vậy, dêm gấp không nhịn được hỏi, cho nên, làm ơn cút khỏi văn phòng của tôi, đừng quấy rầy tôi. Sau khi nói xong, Bonnie lại tập trung vào máy tính trước mặt, không để ý tới dêm nữa. Khuôn mặt dêm biến thành màu gan heo, nhưng hắn cũng không dám phản bác Bonnie, bởi vì hắn còn phải trông cậy vào chuyên gia điều tra hình sự Bonnie tìm ra hung thủ. Trong mắt mang theo lửa giận, dêm rời khỏi văn phòng Bonnie, bích trì, ông đây sớm muộn gì cũng khen cậu. Nội tâm hắn không cam lòng gào thét. Chương không chính. Tay ta cầm AK đi cục cảnh sát tự thú, bất quá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dêm, với tư cách là cảnh sát trưởng thành phố Ugly, tuyệt đối xem như đại nhân vật cao cao tại thượng. Tuy rằng hôm nay có chút thảm hại, cũng không phải là quả hồng mềm mặt cho người ta xoa bóp. Nhưng Bonnie có thể không nể mặt cục trưởng. Bởi vì nàng có tư cách như vậy. Bonnie, 26 tuổi, hoàn thành tâm lý học tội phạm ở tuổi 18, tiến sĩ hai môn trong lập trình AI, chỉ số IQ 160, có thể độc lập phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo GPT vào lực lượng cảnh sát 2 năm, đã phá hơn 200 vụ án, thuộc về thiên tài trong thiên tài. Ông trời ban cho nàng thân hình ma quỷ, khuôn mặt thiên thần, nhưng cô lại dựa vào chỉ số thông minh, một đường nghiện ép mà lên. Đó là lý do Bonnie có thể không nể mặt James. Bởi vì vị trí của James có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng nữ cảnh sát thiên tài Bonnie lại chỉ có một. Nhanh chóng gõ bàn phím, bộ não của Bonnie hoạt động rất nhanh. Trích xuất bất cứ thông tin nào có sẵn. Nửa giờ sau, với sức mạnh tổng hợp của GPT-100, năm nghi phạm nguy hiểm nhất xuất hiện trên màn hình máy tính mà xếp hạng thứ nhất, rõ ràng chính là Lâm Phong. Một người Long Quốc. Khả năng phạm tội của hắn lại đạt tới 30%. Lần đầu tiên Bonnie lộ ra vẻ kinh ngạc. Quận Manhattan, trong căn nhà không người ở của Lâm Phong, đang muốn lên kế hoạch mua không tệ tiếp theo, một cú điện thoại lạ gọi tới. Hả? Số lạ. Lâm Phong tuy rằng tò mò, nhưng vẫn kết nối được. Xin chào ông Linh Phen, tôi là thám tử Bonnie. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Mặc dù chúng ta không biết nhau, nhưng tôi đã làm thế nào để bạn di chuyển Air Force Fire Drive, làm thế nào để dọn sạch nhà kho của siêu thị lớn ở thành phố Sự Ước, rất hứng thú. Tích tích tích. Trong lúc hai người nói chuyện, máy tính Bonnie truyền đến thông tin vị trí của Lâm Phong, ngắn ngủi vài giây, Bonnie liền theo dõi đến vị trí cụ thể của Lâm Phong Khóe miệng Bonnie lộ ra một nụ cười Sau đó tiếp tục nói với Lâm Phong Ngôi nhà cộng đồng cao cấp trên đại lộ thứ ba Lâm Phong tiên sinh ở còn thoải mái không? Và chiếc Harley tô màu đỏ Có phải rất phong cách hay không? Lâm Phong tuy rằng kinh ngạc Nhưng cũng không có bất kỳ sợ hãi nào Đùa thôi Với tố chất thân thể gấp 70 lần người bình thường tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh còn có loại kỹ năng nghịch thiên này lâm phong hắn không sợ bất luận kẻ nào cùng thế lực vậy thì sao tiếp theo ngươi muốn tới bắt ta sao lâm phong cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy hành vi mua lẻ của mình sẽ lừa dối hắn mặc dù có thói quen hủy diệt giám sát nhưng đó không phải là bảo hiểm tuyệt đối không ngờ cảnh sát lại nhanh như vậy lâm phong đột nhiên cảm thấy nói thầm năng lực của cảnh sát ưng tương hắn lại không biết, tất cả đều là công lao của một thiên tài biến thái Bonnie. Bắt ngươi. Không không không, ta cần ngươi ngoan ngoãn đến từ thủ lĩnh. Dù sao đồng bào của ngươi, kim bạn học hạ hòa, cũng muốn thấy một chút bộ mặt chân chính của ngươi. Tốt, rất tốt. Ánh mắt Lâm Phong dần dần trở nên lạnh như băng. Nhớ tới phân cục măng ha tăng. Nói xong, Bonnie liền cúp điện thoại. Trò chơi mèo vần chuột bắt đầu. Trong lòng Bonnie tràn ngập vui mừng, cô ấy chưa bao giờ là người tốt. Để đạt được mục đích, cô có thể không từ thủ đoạn. Nam nhân Long Quốc thần bí, ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Bonnie còn hưng phấn liếm liếm môi. Mà sở dĩ lựa chọn phân cục Manhattan, chỉ vì nơi đó có lực lượng cảnh sát vũ trang tốt nhất, mà tổng bộ cục cảnh sát sử ước, kỳ thật chỉ là một trung tâm hành chính mà thôi. Dám uy hiếp Lâm Phong ta, tốt, tốt lắm triệu hồi xe máy Harley màu đỏ, Lâm Phong trực tiếp vặn chân ga đến cùng. Bóng đêm bao phủ xấu xí, hắn chạy về phía phân cục măng ha tăng. Lâm Phong không nghĩ tới sẽ đem hạ hòa liên lụy vào. Càng không nghĩ tới, cảnh sát sẽ đem người vô tội đến uy hiếp hắn. Lâm Phong có nghĩ tới, chờ thêm vài ngày nữa, an bài hạ hòa đến một nơi an toàn, cũng coi như trả lại nhân tình. Lâm Phong hắn không phải thánh nhân, mặc dù hạ hòa có ân với hắn, nhưng còn không đến mức bí quá hóa liều. Lâm Phong, chưa bao giờ là một người bị đe dọa, chỉ là một phân cục, Lâm Phong hắn có gì không dám. Còn nữa, có thần kỹ năng ở đây, không có bất kỳ lo lắng nào về sau. Rầm 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 tiếng động cơ xe máy Harley, vang lên cả con phố. Sau 10 phút, Lâm Phong đi tới phân cục Măng Hà Tăng, đây là một tòa nhà nhỏ ba tầng, tầng không cao, nhưng chiếm diện tích không nhỏ. Hắn đầu tiên là xoay quanh chung quanh một vòng, sau đó, một lần nữa trở lại trước cửa chính. Mau cút đi, không biết đây là nơi nào sao? Một người da trắng mập cảnh sát, chỉ vào Lâm Phong nói. Con khỉ da vàng xung quanh truyền đến tiếng cười nhẹ của cảnh sát khác. Nói xem, cửa cục cảnh sát là nơi anh ở sao? Trắng béo cảnh sát bụng, đứng ở trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nói. Lâm Phong cưỡi xe máy Harley màu đỏ, một thân áo gió màu đen cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai hình ảnh phong cách như thế quả thật vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người lâm phong không nói gì mà là khống chế xe máy lui về phía sau hừ đi chậm một chút nữa côn cảnh sát trong tay ta sẽ không khách khí cảnh sát da trắng mập mạp dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn lâm phong quay xe giống như hắn buông tha đối phương một thước sau đó cảnh sát da trắng mập xoay người trở về còn đắc ý ngẩng đầu với đồng nghiệp. Lại nhìn thấy biểu tình kinh hãi của các đồng nghiệp. Rầm 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 tiếng động cơ gầm rú, thì ra, Lâm Phong khống chế xe máy lui về phía sau, chỉ để chạy tốt hơn thôi. Xe máy Harley dưới háng Lâm Phong, như một con bò giận dữ, trực tiếp xông về phía cổng cục cảnh sát. Sau khi có đủ tốc độ, Lâm Phong khóa chặt chân ga trực tiếp nhảy khỏi xe. Còn xe máy 500 cân, đội thân thể cảnh sát béo áo trắng trong nháy mắt đụng nát cửa kính của cục cảnh sát. Phanh. Loãng xoảng Thủy tinh vỡ, cửa nát rơi đầy đất. Nhất thời, chuông báo động trong cục cảnh sát vang lên. Ngay khi tất cả mọi người vẫn còn trong tâm trí của họ, Lâm Phong trực tiếp móc ra khẩu súng máy hạng nặng M2 Browning. Hộp đạn dược trực tiếp lưng ở phía sau, súng máy cộng thêm đạn dược ước chừng trên trăm cân, nhưng đối với thể chất vượt qua người thường của Lâm Phong mà nói, không khác gì mặc áo di. Lê Bang 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 các cảnh sát mông quyển, mới từ cửa chính bị đụng nát lấy lại tinh thần. Viên đạn M2 mà Lâm Phong khống chế đã bắn tới. Trong nháy mắt, rất nhiều cảnh sát bị đạn bắn xuyên qua. Cảnh sát phản ứng lại, bắt đầu chạy trốn như quỷ khóc sói tru. Mỗi lần tiếng súng, đều oanh kích vào tâm phòng bị của người yếu ớt. Họ có thể không mơ ước, sẽ có người tấn công đồn cảnh sát. Đối mặt với sự bắn phá điên cuồng của Lâm Phong, tất cả cảnh sát đều chạy trối chết, tìm hầm trú ẩn. Thân thể phủ phục trên sàn nhà, chỉ vì tránh né sự ngưng thần của tử thần. Còn những kẻ xui xẻo phản ứng chậm, đến chết cũng không hiểu được tại sao lại đột nhiên bị bắn. Trong đầu tràn đầy nghi vấn, đây là đồn cảnh sát mà. Có trên trăm cảnh lực, rất nhiều đồn cảnh sát vũ trang hoàng mỹ. Rốt cuộc là tên nào phát rồ? Nghèo thì đã kích chính xác phú tắc hỏa lực bao phủ. Lâm Phong cảm giác chưa đã nghiêng. Một tay cầm khẩu M2 Browning nặng hơn 70 cân, tay kia lại gọi ra một khẩu AK-47, tả hữu khai cung điên cùng bắn phá. Ta là Lâm Phong, đến từ thủ lĩnh. Sao không ai tiếp đón tôi? Chương 10 Cục cảnh sát người nghe, các ngươi đã. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thình thịch thình thịch, đát đát đát. Tiếng đạn phát tiết cuồng bạo, tay trái Lâm Phong xạ kích dày đặc AK-47. Súng máy hạng nặng M2, trọng điểm tấn công, như một pháo đài hình người, trong phân cục măng hà tăng điên cuồng bắn phá. Ký chủ Lâm Phong sức mạnh 708 nhanh nhẹn 709 thể chất 707 tinh thần 712 công suất không gian 16.000 mét khối không gian hệ thống kỹ năng không gian. Di động trong nháy mắt, tiêu hao tinh thần lực 50, thời gian làm lạnh 10 phút. Với sự gia trị nhanh nhẹn của 709, tốc độ phản ứng, giá trị nhạy bén của Lâm Phong đều vượt xa người bình thường, bất cứ con chim đầu đàn nào dám thò đầu ra phản công, trực tiếp bị Lâm Phong hỏa lực chiếu cố bắn chết. Tuy rằng thể chất của Lâm Phong vượt qua người thường, nhưng thiên phú bắn súng kỳ thật bình thường, chủ yếu vẫn là độ thuần thục không đủ nhưng loại chuyện này căn bản không quan trọng. Dưới sự bao phủ của hỏa lực mạnh mẽ, không ai sống sót. Ba phút sau, trong đại sảnh lầu một một lần nữa trở lại bình tĩnh. Lâm Phong đã biến mất không thấy. Mà trong đại sảnh tràn đầy lỗ thương, tiếng trên rỉ thống khổ lúc ẩn lúc hiện, tiếng cầu cứu khó khăn, nhưng không ai đến cứu họ. Bởi vì nhân viên trong đại sảnh lầu một đã bị Lâm Phong toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Xe có kẻ bắt cóc tấn công đồn cảnh sát, có kẻ xấu tấn công đồn cảnh sát. Tất cả cảnh sát, hãy mặc đồ ngay. Thấy kẻ bắt cóc bắn chết tại chỗ. Theo camera an ninh ở cửa, kẻ bắt cóc là một người đàn ông châu Á mặc áo khoác màu đen, nhắc lại, là người đàn ông châu Á mặc áo khoác đen, là mặt. Phanh. Lâm Phong một súng bắn nổ âm hưởng của siêu nhân. Lúc này Lâm Phong đã thu hồi hai khẩu súng máy. Thay một cái có ống giảm thanh, súng ngắn côn M2000 phanh. Lâm Phong một cước đá văng cửa phòng phân phối điện của cục cảnh sát. Vừa rồi đi vòng quanh đồn cảnh sát một tuần, chính là để tìm vị trí phòng phân phối điện. Bang 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 Lâm Phong liên tục xạ kích, trực tiếp đánh hỏng phòng phân phối điện. Trong nháy mắt, toàn bộ cục cảnh sát tối đen một mảnh, chỉ có ánh sáng yếu của công tắc khẩn cấp. Cảnh sát kịp phản ứng, lập tức xông vào phòng vũ khí, bắt đầu mặc trang bị dù sao cũng là nhân viên đã trải qua huấn luyện, mọi người hai. Ba người một nhóm chăm sóc lẫn nhau, bắt đầu ở hành lang tối tâm tìm kiếm Lâm Phong. Một cảnh sát da đen, có lẽ là phản ứng chậm, cũng có thể là bị dọa vỡ mật, một người trốn trong tủ ở lầu hai, nhưng thính giác của Lâm Phong sớm đã vượt qua người thường, tiếng tim đập của người bình thường, Lâm Phong chỉ cần tập trung lực chú ý, có thể phân biệt rõ ràng, tương đương với người bình thường nghe tiếng đánh trống. Nói, Phòng giam cục cảnh sát ở đâu? Lâm Phong mở cửa tủ, trực tiếp cầm súng dí vào đầu cảnh sát da đen. Ở phía đông lầu 2, đừng giết ta, đừng giết ta. HK bị dọa vỡ mật, vùi đầu vào đũng quần, không ngừng vung vẫy hai tay, sợ rằng mình bị bạo đầu. Chỉ là khi hắn mở mắt ra, nơi nào còn có bóng dáng Lâm Phong. Hành lang lầu 2 lúc này mai phục không ít cảnh sát. Cảm nhận được vị trí của hàng chục nhịp tim đập, Lâm Phong hiểu rõ trong lòng. Bọn họ tất nhiên gọi tiếp viện, ta phải tốc chiến tốc thắng. Mà giải quyết ưu thế số lượng địch nhân, đương nhiên là cần lựu đạn. Lâm Phong một lần lấy ra 5 viên. Toàn bộ kéo vòng ra, sau đó dựa vào tốc độ tay siêu cao của mình, lần lượt ném về năm hướng. Tầng hai tối tâm, tầm nhìn của con người giảm mạnh, hơn nửa lựu đạn vốn nhỏ nhắn, sẽ càng khó bị phát hiện. Loãng xoảng âm thanh của năm quả lựu đạn liên tiếp rơi xuống đất. Phết cơ, đó là lựu đạn. Khi nhìn thấy thứ gì đó, rõ ràng là đã muộn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch một lần năm tiếng vang liên tục, toàn bộ tầng cảnh sát đều chấn động. Mấy chục cảnh sát trốn trong bóng tối, toàn bộ đều bị lựu đạn uy lực cực lớn nổ chết, khoảnh khắc, toàn bộ phía đông lầu 2 đều phủ kín chân tay cục. Pháp khắc, tạ đặc. Kẻ bắt cóc có thuốc nổ mau lấy khiên chống nổ ra, mau đi. Mọi người đeo kính nhìn ban đêm. Giữ vững trận địa, giữ vững cửa, tiếp viện rất nhanh sẽ đến. Vẫn có người thông minh, lập tức bắt đầu chỉ huy. Lâm Phong đột kích khu măng ha tăng, cảnh sát ở vị trí bị động, còn muốn tiêu diệt địch nhân, đây rõ ràng không phải là hành động khôn ngoan. Người sống sót, chỉ cần giữ vững vị trí, chờ viện binh bao vây nơi này, Lâm Phong liền chấp cánh khó bay không thể không thừa nhận, phương pháp này đối phó với người bình thường mà nói rất tốt, nhưng đáng tiếc, bọn họ đối mặt chính là Lâm Phong. Răng chắc Lâm Phong đi tới phía đông lầu 2. Tay không vặn gãy khóa, tiến vào trong phòng giam. Hi, không nóng, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, không nóng, có phải đang diễn tập không? Anh đẹp trai, để lại phương thức liên lạc nha. Trong phòng giam còn giam giữ không ít người, bọn côn đồ, bọn lang thang vũ nữ loại tù nhân nào cũng có lâm phong cũng không để ý tới mà là tìm kiếm từng gian một hạ hòa ngươi quả nhiên ở chỗ này lâm phong ở trong phòng giam thứ hai đến ngược rốt cục tìm được hạ hòa lâm phong sao ngươi lại ở chỗ này hạ hòa tò mò hỏi lâm phong nhìn thấy trạng thái của hạ hòa trước mắt ánh mắt không khỏi lạnh lên hai mắt khóc sưng hút Giấu tay trên mặt, tay chân xanh một mảng tím một mảng, Hạ Hòa bị đánh. Bọn họ đánh ngươi. Lâm Phong dò hỏi. Lâm Phong, có phải anh tìm luật sư rồi không? Chúng ta chỉ là bạn học. Anh vẫn giúp tôi như vậy, cảm ơn anh. Đúng rồi, bên ngoài xảy ra chuyện gì, là đang diễn tập tổ chức tấn công khủng bố sao? Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Trực tiếp một đau đánh hôn mê Hạ Hòa sau đó trực tiếp lắp vào trong không gian hệ thống hạ hòa thật sự là một cô gái đơn thuận lương thiện đáng tiếc cuộc sống sắp bùng nổ tận thế đã từng vì sinh tồn nhưng không thể không bán thân thể của mình đổi lấy thức ăn nghèo nàn trong lòng lâm phong đã có tính toán dứt khoát chờ tận thế lâm phong xây dựng pháo đài an toàn của mình đến lúc đó thả hạ hòa ra đi nếu không thật đúng là không dễ an bài hiển nhiên lâm phong cho rằng mình cũng không phải cái gọi là thánh mẫu tâm nếu không phải hạ hòa đã từng giúp hắn hắn mới sẽ không quản những chuyện này lâm phong đi ra ngoài phòng giam không nóng có khói không anh đẹp trai phương thức liên lạc của anh còn chưa cho tôi đâu một đám người sa ngã sau khi tận thế bùng nổ người đầu tiên biến thành tan thi chính là loại người này lâm phong khinh thường phản ứng bọn họ xì bộ dạng đẹp trai không dậy nổi a à? thấy Lâm Phong cứ như vậy rời đi, không ít người chua xót nói. Chuyện của Hà Hòa đã kết thúc. Lâm Phong lại đi ra hành lang. Nhìn cánh tay cục trên mặt đất, trong lòng một trận cười lạnh. Để giết những người này, Lâm Phong không có chút gánh nặng tâm lý nào. Sau khi tận thế bùng nổ, hầu hết đều biến thành thây ma. Có ai sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi đối với việc giết chết tang thi chứ? Còn nữa, những cảnh sát sống sót, đều sẽ trở thành chó ưng của thượng vị giả, chỉ biết làm trầm trọng thêm khi dễ người tầng dưới chót. Từ thái độ của cảnh sát da trắng mập mạp ở cửa, cùng với vết bầm trên người hạ hòa là có thể nhìn ra. Mà đối phó với đám súc sinh này, chỉ có để cho bọn họ biết đau đớn này một con đường. Lâm Phong từ trên bàn phụ cận nói. Tìm một cái loa còn có thể sử dụng. Sau đó hướng phía trước hô to. Người của cục cảnh sát nghe đây, các người đã bị tôi bao vây rồi. PS. Cầu độc giả lão gia trong tay hoa tươi, phiếu đánh giá a, số liệu quá kém, hơi chút quan điểm, tác giả nắm sẽ thêm càng